Chuyện đầu tiên cô ôm lại, mỗi vũ trụ chỉ là một trái lựu mà thôi, còn nhớ không? Trong một trái lựu đó thì nó gồm có vô số chúng sinh, mà gom gọn lại gồm bốn cái hạng mà mình đã học ngày hôm qua. Cái hạng thứ nhất nghe tệ nhất nhưng mà lại là đông nhất, đó là cái hạng trốn khổ tìm vui bằng mọi giá. Mỗi vũ trụ là một cái lựu, mà trong cái lựu có vô số chúng sanh, nhưng mà gom gọn lại gồm bốn nhóm. Nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng mọi giá, thiện ác không thành vấn đề, cái nhóm được gọi là nhóm bất thiện. Nhóm thứ hai trốn khổ tìm vui bằng cách là bên cạnh chuyện hưởng thụ đời sống, họ làm các nghiệp lành, nghe kịp chưa? Đó là nhóm hai. Mà làm cái là để làm gì ta? Để tiếp tục hưởng nữa. Tới cái nhóm thứ ba là không có hưởng thụ nhưng mà thích ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền để sao? Để về trời, về cõi phạm thiên, hết tuổi thọ cũng lọt trở xuống như cũ nữa. Có nghĩa là tìm cách thoát rồi đó mà nó không nổi. Tới cái hạng thứ tư chính là cái người mà tu tập theo lời của chư Phật, có nghĩa là họ tu tập với niềm tin. Họ thấy rằng thiện, ác, buồn, vui đều là con đường quẩn quanh trong ba cõi sáu đường, cho nên họ không còn quan tâm thiện, ác, buồn, vui, mà họ chỉ còn quan tâm cái tánh sanh diệt của thiện, ác, buồn, vui để chi? Để chán chứ gì hết. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu mà nói gọn lại đó thì toàn bộ cái hành trình luân hồi và giải thoát chỉ gồm trong cái hai chữ thôi, đó là thích và chán. Còn thích có nghĩa là còn tập đế đó thì còn quẩn quanh, còn chán thì buông. Khi chán thì mình không còn lý do nào, không còn lý do và cũng không còn điều kiện để có mặt. Các vị nhớ dùng hai chữ này, nếu tôi là quý vị thì tôi đã lấy mực đỏ thì là dưới hai cái chữ lý do và điều kiện nha. Lý do khác và điều kiện khác. Tôi có lý do để tôi ở lại Sydney, nhưng mà tôi không có điều kiện ở lại Sydney vì cái vé của tôi là ngày mai tôi bay. Có việc được đó không? Hiểu chưa? Còn có trường hợp có điều kiện nhưng không có lý do, có nghĩa là có lúc thì tôi muốn ở Sydney bao lâu cũng được, tôi lỡ mua vé 3 tháng rồi tôi có điều kiện tôi ở, nhưng không có lý do ở làm gì. Nên đó là trường hợp có điều kiện không lý do. Còn có là thứ ba, không lý do cũng không điều kiện thì dễ hiểu là đúng không? Rồi thứ tư là có cả hai. Chẳng hạn như từng nãy vừa rồi là có lý do tôi có mặt ở đây và tôi cũng có điều kiện để ở đây. Thì linh hồn của vậy. Cái hai chuyện này là hai chuyện quan trọng mà con phải nhớ. Chúng ta mỗi ngày sống chánh niệm, đi đứng nằm ngồi luôn luôn chánh niệm, xin lỗi. Trong từng phút từng giờ đi đến sinh hoạt, hãy để ý chuyện này, có lý do gì để mình tiếp tục sống đời nữa hay không? Điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kiểu sống hiện tại của mình có phải là mình đang tạo điều kiện để mình tiếp tục hiện hữu hay không? Có nghe hay hiểu hai cái này không? Yeah. Một, có lý do gì để ta trở lại để cho ta tiếp tục trồi lên lặn xuống ba cõi sáu đường hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hiện giờ kiểu sống này của ta là có phải là ta đang điều kiện, đang làm, đang tạo điều kiện để mà ta trồi lên lặn xuống hay không? Nếu mà có phải trở lại thì ta nên trở lại cõi lòng chứ không trở lại cõi cõi khổ, đúng không ta? Chỗ này hơi nhức đầu quý vị, có vị nghe kiểu không? Mỗi ngày có tự hỏi lòng mình là tôi có lý do gì để tôi có mặt hay không? Đó là một. Và câu hỏi thứ hai, có phải kiểu sống hiện tại của tôi là tôi đang tạo điều kiện để tôi quay lại hay không? Không hiểu. Rồi. Thì tứ niệm xứ là kiểu sống không tiếp tục tạo điều kiện để quay lại. Ngoài tứ niệm xứ ra, tất cả các kiểu sống còn lại đều là sống để tạo điều kiện tiếp tục luân hồi. Chỉ có tứ niệm xứ là một cái kiểu sống mà đoạn tuyệt lý do và điều kiện luân hồi. Còn chỉ đắc được hay không chưa biết, nhưng mà mình mặc niệm nói rằng
kiểu sống của hành giả tứ niệm xứ là cái kiểu sống của một cái người không thấy lý do để tồn tại và cũng không tiếp tục tạo điều kiện để tồn tại. Cái chuyện không là bởi vì sao? Là vì cái người sống tứ niệm xứ là người thường trực chánh niệm. Khi ta thường trực chánh niệm thì ta sẽ nhận ra một điều rằng mình không có lý do gì để tiếp tục luân hồi được. Vì sao vậy? Vì khi mà anh sống chánh niệm, anh mới thấy rằng mọi thứ buồn vui thiện ác có mất chớp tắt. Đứa không tu, đứa không học đạo, nó không biết rằng đời sống chỉ là chớp tắt thôi. Ngay cả tôi những lúc mà tôi nói bà con nghe như vậy nè, thì phải nói là tôi đang ăn đúng, tôi biết rõ mọi thứ đang chớp tắt. Nhưng mà xa lớp rồi xa bà con cứ buông, tôi cũng dễ thương, tất cả đứa ta đà tôi cũng vui. Nhưng mà những lúc chánh niệm thì tôi hiểu, tôi tin chắc một điều là đời sống chỉ là quá trình chớp tắt, chỉ chớp tắt thôi. Thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui và tùy người. Bây giờ tôi đang nói nhanh, lâu lâu mà tôi ngừng lại bà con để ý nó có chuyện đó. Chớp tắt thiện ác buồn vui thiện ác, nhưng tùy người mà thiện chớp nhiều hay là ác chớp nhiều, có hiểu không? Đấy. Có người thiện có rồi mất, thiện rồi cái thiện khác có rồi mất, rồi cái thiện khác có rồi mất. Còn cái người khác thì sao ta? Ác có rồi mất, rồi có khác ác, trồi lên ác rồi mất. Như vậy thì đời sống của chúng ta chỉ là một cái quá trình, một cái process on off của cái gì? Của thiện ác buồn vui. Nhưng tùy người mà thiện nhiều hay là ít, và tùy người khổ vui cái nào nhiều hay ít. Có hiểu không? Hiểu không? Có người cả đời của họ sáu căn luôn biết sáu trần như ý. Có đó không? Ăn mặc nhìn cái áo của họ, mùa hè họ mặc áo gì, mùa đông mặc mùa nào thích nấy, sung sướng đi đứng xe cộ, tài xế đầu bếp nấu ăn hầu hạ người đầu vườn liễu. Tôi nhớ có một vài luận văn ở trong đó tiếng Việt Nam, cô giáo nói rằng các em phải tả cái cảnh, cái gia cảnh nghèo khó của mình theo như em, như là em có thể. Thì mấy đứa kia nó tả là má em buôn đánh bán bưng, má em bán vé số, rồi anh của em thì đạp xích lô. Có đứa kia nó nhà giàu, nó tả thế này: nhà em ai cũng nghèo, má nghèo, ba nghèo, ông làm vườn nghèo, tài xế nghèo, bà nấu bếp nghèo. Hiểu không? Nó kể gia đình nó là họ mấy người đó mà to là nghèo không à. Có hiểu không? Cái đó không phải là chuyện cười, sao có gì hay cười quá. Tôi nghe đó là tôi khóc cạn nước mắt. Tại sao khóc? Đời sống nó là như vậy, chớp tắt thôi. Nhưng mà có một đứa thì thiện chớp, rồi thiện tắt, rồi có thiện khác, rồi chớp rồi nó tắt. Còn có đứa thì ác chớp, ác tắt, ác chớp, tắt, hiểu không? Yeah. Rồi, nghĩa là có một người, chúng tôi nói là có người thiện nhiều, ác ít. Rồi hạng thứ hai, ác nhiều, thiện ít. Hạng thứ ba, thiện ác 50-50. Thì khi tôi kể đó ra, nếu mà tôi đủ gì thì bắt đầu tôi rùng mình, tôi biết mình là cái lỗi gì. Sẵn ở đây tôi nói hơi lạc đề một chút, nghe kỹ lại nè. Có ba hạng chúng sinh trong đời: thiện nhiều, ác ít. Hạng này hộ niệm cận tử rất dễ, hiểu không? Nếu cần không cần hộ niệm luôn. Bởi vì sao? Vì tâm thức chúng sinh giống như nước, có ba dạng: thể lỏng, thể khí và thể đặc. Thì nước ở thể lỏng luôn luôn có khuynh hướng tìm về chỗ thấp. Bởi vì sao? Vì nó rất là nặng. Nước ở thể khí luôn luôn có khuynh hướng là, hiểu không? Thì cái người mà thiện nhiều ác ít là họ giống như là nước ở cái thể e vậy đó, cứ là tắt thở là bốc hơi. Còn cái hạng thứ hai là ác nhiều thiện ít, thì nó giống như nước cái dạng huyết kịch vậy đó. Có nghĩa là tâm có dịp là chung xuống, thứ này là tụng mỗi miệng miệng luôn, nó không được lên. Trong kinh Phật dạy, liền một tảng đá xuống sông, cả làng ra quỳ lại cầu khẩn năn nỉ, nó vẫn chìm. Đổ một thùng dầu xuống dưới nước, cả làng ra chửi rủa nó vẫn cứ nổi. Hiểu không? Yeah. Cái bài kinh nó vô cùng quan trọng. Tôi sẽ đem bài nó bỏ vô cái quyển mà Phật ngôn trích diễm cho bà con đọc mỗi ngày. Đọc cái đó bà con mới thấy cái chuyện mà tụng niệm mỗi ngày của mình là phải xét lại. Thay vì thời gian sống thiện thì lại phải đi cầu nguyện. Trong khi Ngài đã nói rõ rồi, cục đá liền xuống sông, cả làng ra quỳ lại năn nỉ, nó vẫn chìm. Mà cái thùng dầu đổ xuống sông, cả rình người ra mà rủa nó vẫn nổi.
Cái người thiện nhiều giống như là nước mà ở thể e hoặc giống như dầu vậy, tự động nó nổi, tự động nó bốc lên. Còn cái người mà ác nhiều hơn thiện thì cái hạng này là coi như là chua lắm, khổ niệm rất khó. À, nhưng mà cái hạng mà 50-50 đó thì phải cần đến điều kiện. Cái này chú giải nói, nhưng mà tôi nói chú giải nói cái hạng mà 50-50 đó thì cái người hộ niệm phải hơi đặc biệt một chút, người đó phải là người có từ tâm trí tuệ và phải có đạo hạnh, từ tâm trí tuệ và có đạo hạnh thì mới hộ niệm cho cái người người 50-50 được. Hiểu 50-50 cỡ nào có đó. Còn cái hạng mà thiện nhiều hơn ác thì cái hạng này có thể tự họ hộ niệm. Còn cái hạng mà ác nhiều hơn thiện rồi, cái hạng này phải là bậc thượng thừa mới có thể hộ niệm. Nhưng như các bậc thánh trong kinh nói trường hợp như ngài Sa Lợi Phất và Đức Phật từng hỗ trợ cho nhiều người ác nhiều hơn thiện. Ngài Sa Lợi Phất có lần cái ngày có ông đệ tử thương ngài lắm, bảo là cái ngày phải kỳ là ngày đau khổ. Cứ là ta nào mà bị kết án mà đưa ra là làm cái bậc, đưa ra làm cái bậc là cả đời nó làm đến cả mấy ngàn cái rồi đấy. Thì anh gặp ngài thích quá, thì gặp ngài anh nghe pháp ngài thích lắm, anh đó là phật tử. Mà tới lúc mà anh cận tử gặp cái hát, ông nhớ là ví dụ mà ông Phật ra cũng sợ lắm. Thì lúc đó hên giống là cái người ngồi bên cạnh ông là ngài Sa Lợi Phất. Ngài tu tới một A Văn Kỳ, cái đức này mạnh lắm. Ở đây mình tới nói thiệt, tôi ngồi trước mặt quý vị tôi không có tin, tôi không có tin cái vụ mà không phải không tin, nhưng mà tôi không có thiết tha cái vụ mà tha lực. Nhưng mà tôi có vừa biết mà vừa tin có chuyện này. Người có đức tu họ có một cái từ trường rất lớn, quý vị không? Mình ở trong một cái phạm vi nhất định nào đó, tùy vào cái từ trường họ lớn bao nhiêu, mà mình ở trong cái phạm vi đó mình cảm được cái sự mát mẻ và an bình, quý vị có biết không? Cái bữa mà tôi lên thiền viện của Tháp Thâm vừa rồi đó, tôi lên đảnh lễ ngày Theravada, tôi đảnh lễ ngày mà tôi lấy cái tráng tôi chạm mấy viên ngày tôi thích lắm, thích rồi, thích cái cảm giác. Còn bây giờ tôi cảm nhận được là ngày rất bằng lòng, ngày là người chung thức thiền real moment, mà ngày có từ tâm và cái mặt cái ngày nhìn là thấy vui rồi. Nó có chuyện quan trọng. Chị quay lên giải pháp cũng được. Các bạn đang ngồi lên nói cái gì? Cái còn mà cười thì cái thông thường nó cái bạn quá đẹp, nó quá thật đẹp, tự gọi là quá thông bức rồi. Hiểu không? Nó quá đẹp lắm, mà sao mà dựa vào cái gì mà nó quá đẹp, nó quá thông bức rồi, nó thông bức ai cũng được. Tôi đang mua nguyên một thùng, tôi lắm, cũng qua vậy. Thì cái ngày Sa Lợi Phất khi ngày thấy ổng sợ, ngày mới hỏi, ổng nói là con rất là sợ vì đời con giết nhiều người quá. Thì ngài chỉ hỏi một câu thôi, tự mình kiếm giết hay là ai kêu giết? Ông nói vậy, vua kêu con làm cái nghề đó, vì cái đường da của con nó ngọt lắm. Thì ngài nói nếu mà vua kêu giết thì đâu phải là tự ông đi tìm ông giết. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Nhiều vị pháp sư sau này kể là cái đoạn đó sửa hay sao một chút. Nếu vua kêu giết thì ông đâu có tội. Không phải, ngài Sa Lợi Phất cũng nói như vậy, mà ngài nói là nếu vua kêu giết thì điều đó có nghĩa là không phải tự ông đi tìm giết phải không? Mà nếu ông không phải tự ông đi tìm thì tại sao bận tâm làm cái gì? Ông nghe như vậy cái lòng ông nó yên, thì trên cái nền của cái yên đó có đồng thời phát cho ông nghe. Hiểu không? Cũng phải cần cái nền, cái nền nhớ là quan trọng lắm. Nhờ vậy ông đi về trời. Cho nên chúng sanh được có ba hạng là thiện nhiều hơn ác, ác nhiều hơn thiện và thiện ác tương đương. Nhớ nha. Rồi, như vậy tôi quay trở lại. Đời sống của chúng ta chỉ là một cái hành trình chớp tắt nhân tùy người, mà cái chớp tắt ấy là thiện nhiều hay ác nhiều, và cũng tùy người vui nhiều hay khổ nhiều, thấy kịp không? Thấy kịp chưa? Nhưng mà chuyện nó không quan trọng. Cái người tu tứ niệm xứ, cái ngày nay tôi nói riết luôn, hãy tu tứ niệm xứ đi, vì tu xứ có cái hay cái này. Trước khi tu tứ niệm xứ, chúng ta là cái người có thể là phước nhiều tội ít, hoặc là tội nhiều phước ít, hiểu không? Rồi tâm thiện nhiều tâm ác ít, tâm ác ít tâm thiện nhiều. Trước khi mà tu tứ niệm xứ, tới ngày mà tu tứ niệm xứ chuyện đó không quan trọng nữa, làm ơn cái này phải xâm lên trán, đặc biệt không xâm chỗ khác, chỉ xâm lên trán câu này thôi. Chúng ta có thể là người thiện nhiều ác ít,
chúng ta có thể là người khổ nhiều vui ít, chúng ta có thể là người ác ít vui nhiều, cả bốn trường hợp nó không quan trọng đối với hành giả tứ niệm xứ. Vì sao? Vì tất cả thiện ác buồn vui đều là cái để hành giả nhìn, để xem, tất cả chỉ là object hết. Ông hành giả, thành giả tứ niệm xứ, ông đọc cái chỗ đó, cuộc đời này nó có ra sao đi nữa thì đối với ông hành giả tứ niệm xứ tất cả chỉ là object, nghe kể không? Trong khi chỉ cần các vị không có chánh niệm thì cuộc đời quý vị nó khổ vô vàn, hoặc là đời các vị may mắn về sướng, hoặc là không được hạnh phúc, hoặc là xấu, hoặc là đẹp, hoặc là bệnh, hoặc là khỏe, hoặc là bla bla. Nhưng mà đến lúc tu tứ niệm xứ rồi thì tất cả những cái đó bị xóa nhòa hết. Vì sao? Vì tất cả chỉ là cảm để nhìn thôi. Đây là cái chuyện mà tôi nhắc đi các bạn không biết là bao nhiêu lần. Cái tứ niệm xứ nó đọc cái chỗ đó. Tu tứ niệm xứ rồi thì cái chuyện già, trẻ, đẹp, xấu, khỏe, đau, sướng, khổ, thiện, ác không quan trọng. Bởi vì sao? Vì lúc đó tất cả chỉ là cái để mình nhìn thôi. Ngày xưa chưa biết pháp môn tứ niệm xứ, ta cứ đi tìm cơ hội để làm công đức, hiểu không? Hiểu, tôi nói tiếng Việt Nam, tôi nói tiếng Nhật nghe. Tức là ngày xưa chưa biết tứ niệm xứ thì ta cứ đi tìm cơ hội, đi chùa để làm phước, hành hương để làm phước, kiếm chư tăng để làm phước, rồi muốn lại Phật rồi phải lên phòng chánh điện, lên phòng thờ. Còn bây giờ thì sao? Suốt ngày cái chánh niệm suốt, cứ mỗi lần chánh niệm là công đức, hiểu không? Mà nó khổ cái này. Trong kinh nói người yếu ba la mật không nghe được chánh pháp. Vì khi mà mình không ba la mật, mình nghe cái pháp một chút một xíu mình không có tin. Tại mình thấy cho nó đơn giản, không có đâu hay. Mình phải đọc cái gì mà mình không hiểu nó mới lên, hiểu không? Bây giờ mày ra, mày ra, mày ra, xô bà ra, ra, cắn cái mày ra luôn. Mình phải tu cái gì mà mình không hiểu á, nó mới hay. Chứ còn cái gì mà nó cụ thể, nó minh bạch thì nó có đâu hay. Có gì nữa nói hả? Nó cụ thể nó không hay. Nó phải mơ mơ hồ, nó lãng đãng không như là. Các vị còn nhớ chuyện 12 dòng già 80 tuổi không? Không thích câu chuyện nữa lắm. Tức là bác hèn thì mình cảm giác đó, thì nó kêu ông nào. Nhưng mà vì cả hai cái đầu nó tỉnh quá chứ. Và sẵn đây tôi nói luôn, có làm sao nói vậy, đừng có hèn mà giấu nha. Các vị có đồng ý của tôi, có nhiều chuyện quý vị phải cầm đến một chút bóng tối, một chút vắng vẻ, một chút lờ mờ của cái đầu mình mới làm được, đúng không? Các vị có nói gì không? Hả? Nhưng mình hẹn nhau, mình hẹn cái chỗ mà dưới một bóng đèn ngàn quá, thì hẹn cái gì một rừng người đấy nhìn mình hôn đi, không đi làm sao mà hôn, hiểu không? Mà trong khi đó bờ tre bụi chuối đống rơm nhìn quanh không ai làm phát nào không, bởi vì nó cần đến một cái sự lờ mờ, nó cần một cái sự lén, nó cần một cái sự u mê tối thiểu, hiểu không? Có hiểu đó. Cho nên chúng ta một cái sự là vạch trần mọi thứ. Và cái hạnh phúc của người tu tứ niệm xứ là gì? Trước khi tu tứ niệm xứ, ta hạnh phúc là vì ta có được cái ta muốn và ta né được cái ta ghét, hiểu không? Nhưng tu tứ niệm xứ là ta hạnh phúc là vì ta không còn cái để ghét và cái để né nữa. Hiểu vấn đề không? Hiểu. Hả? Hiểu. Cái hạnh phúc thì hơi khó hiểu, phải là mặt là yếu, hiểu mà không hiểu chỗ này. Tôi nhắc lại, trước đây không biết đạo, ta hạnh phúc là vì ta có được cái ta thích và ta né được cái ta ghét. Còn bây giờ ta hạnh phúc là vì ta không có cái gì để kiếm, cũng không có cái gì để né. Ta đi thênh thang giữa cuộc đời này. Mà nếu ngu quá thì tôi giải thích luôn, tại sao? Tại sao không còn thích, không còn ghét hạnh phúc? Vì khi anh còn thích mà anh kiếm không được là khổ. Hành trình kiếm là khổ, hành trình bảo quản cái kiếm được là khổ, giữ không được cái kiếm được là khổ, hiểu không? Đó là tốt, đó là cái mình thích, còn cái thích thì phải nói là né không được, là dứt khoát là khổ rồi, đúng không? Hiểu không? Tức là ta đã nói hai lớp như vậy, hai cái level mà không hiểu thì sao? Chuyển kiếm, chuyển kiếm. Không, tôi nói nghiêm túc, không cười nữa. Chuyển kiếm, lập tức chuyển kiếm. Bởi vì đã nói đến mức tận cùng như vậy mà vẫn không hiểu được chuyển kiếm. Okay. Trong kinh nói cái này hôm qua mình học không thấy chưa hết. Thế tôi nói chậm nè. Làm phước bằng lỗi tâm gì sẽ hưởng phước tương ứng với cái loại tâm đó. Bố thí trì giới mà thiếu trí tuệ sẽ sanh ra làm người rất chậm, già có sung sướng nhưng mà rất chậm, nghe kịp không? Bố thí trì giới nghe pháp mà bằng cái nhận thức kiến thức đàng hoàng
thì sẽ sanh ra làm người khỏe mạnh giàu có, và cái này rất là tốt. Nhớ, cho nên cái điểm chuyển kiếp tôi nói đùa với ai mà ác dữ thần, nhưng mà tôi muốn một ngày có người hỏi tôi tại sao mà mình hiểu được phải chuyển kiếp, thì tôi mới nói là chuyển kiếp để đi đầu thai một cách âm tốt hơn. Các vị có biết không, bởi khoa học có nhìn nhận cái này, cấu trúc não bộ của mỗi loài quyết định cái khả năng hoạt động của loài đó, biết không? Sao các người biết được vậy? Cấu trúc của não bộ từng loài quyết định khả năng hoạt động và phản ứng của từng loài, phải không? Dạ. Có những loài cái khả năng hoạt động của nó rất là đơn giản, vì cái cấu trúc, cái structure nó rất là simple. Và chúng ta hôm nay chúng ta biết một chuyện, ông Kumaraswamy là một nhà ngôn ngữ học của Mỹ. Ông người Ấn nhưng mà ông dạy, ông là professor ở Mỹ. Ông có một câu nói, ông có một nhận xét rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ông nói rằng nó có một cái quan hệ rất lớn giữa ngôn ngữ và khả năng tư duy. Khi mà mình có nhiều cái concept, mình có càng có nhiều cái idea thì cái vocabulary của mình nó nhiều hơn, các bạn hiểu không? Có những cái bộ lạc trên thế giới mà tổng số từ vựng của họ chỉ có 400 thôi. Ăn, uống, sống, chết, buồn, vui, bạn, thù, nam, nữ, đại khái thì nó làm có khoảng 400 từ. Mấy nhà nghiên cứu họ tìm họ lượt mấy năm trời, chỉ biết tụi này nó có, tụi này nó khoảng 400 từ. Và cho tôi nói thiệt luôn, có rất nhiều người Việt Nam mình thấy là nó ào ào, nhưng mà nếu mình chép xuống lọc lại đó thì cái từ vựng nó sai cũng rất nhiều, hiểu không? Tại vì sao? Vì cái đầu của họ nó cái idea và cái concept không có nhiều, hiểu không? Cho nên cái cấu trúc não bộ của mình là một phần, bối cảnh tổ chức xã hội là một phần, môi trường sinh trưởng là một phần, tất cả những cái này cộng lại nó mới dẫn đến cái chuyện là cái khả năng suy tư của ta nó được bao nhiêu phần trăm, hiểu không? Còn thêm một chuyện nữa, kể cả trường hợp cấu trúc sinh học, sức khỏe, cấu trúc não bộ của mình có giống nhau, nhưng do tiền nghiệp mà và khuynh hướng tâm lý, mà cái điều ta quan tâm là cái gì, hiểu không? Cho nên chúng ta có hai cái tủ đứng, mỗi tủ cao 2 mét và ngang 3 mét như nhau hết, mà cái tủ này đựng toàn là đồ vẽ không, tủ thì hiểu không? Thì nó không còn chỗ đóng để đựng đồ hiểu, nói hiểu đúng không? Tôi không giải thích nữa, nói là hiểu không? Cái sức nhớ sức hiểu bà con nó không có tệ, nhưng mà quan trọng là do tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý và môi trường sinh trưởng, bối cảnh giáo dục của mình, nó đã khiến cho cái tủ của mình nó định cái giống gì trong đó. Cho nên nhiều người chưa gì hết đã mặc cảm, sao không nhớ dở quá, tôi nói về dọn đồ vẽ ra, đem đồ vẽ ra. Ông có biết cái gì là đồ vẽ không? Ông còn biết là ông đi chết đi, hiểu không? Tức là cái gì nó không cần thiết đó. Tôi thấy có rất nhiều người trí nhớ rất tốt mà nhớ toàn cái loại không. Họ nói với tôi không có học tiếng Pali, họ nói với tôi không có học A Tỳ Đà, không có học đủ thứ hết. Nhưng mà chỉ biết sao con nhớ dở lắm chứ. Tôi biết bà sắp nói cái gì, tôi không nói cái gì, bà đâu phải nói nữa. Chỉ biết nghe gì cũng mừng lắm, là tại vì hôm qua có một nhỏ bạn đó, cái con nhỏ đều quê Bến Tre mà má có 8 đứa con. Dược viên đó sư, nó cười, dược viên. 3 đứa đầu thì nó đi về Bắc Âu, 2 đứa giữa thì đi qua Mỹ, 3 đứa cuối nó đi Canada. Ví dụ trong đó có con nhỏ nó được trút cũng thường cũng yếu luôn. Thật kỳ bây giờ đó là kỹ sư, xin cho kỹ sư nó làm ở lên Silicon Valley á, cũng con cúc để coi nó có chồng không, ở cái gì với đau rồi, cũng gì nó làm cái gì bên Việt Nam á. Tôi để bà nói xong cho nó coi cô. Hồi nãy giờ mấy cái tào lao này nè là nguyên một bộ kinh rồi nè, cô nhớ được mấy cái này nè, cô cúc cô yến gì đó là nguyên một cái bộ thành định đạo là cô thuộc lòng rồi. Chỉ một cái định đạo sức nhớ của bà kinh khủng luôn, mà hôm nay tôi nhắc lại, tôi nhắc còn đặc đó, bà nhớ mình vắt. Tôi nói cô là không có thua ngày anh em tí nào hết trơn. Không có thua, không có thua. Tôi hứa, tôi xua luôn. Cỡ ngày anh em không có hơn đâu. Nhưng mà nó khác có một chút thôi. Mà ra ra ngày trước cái gì đó, còn cô lắm, trước cái gì đó. Chứ có cỡ ngày anh em tôi không tin hơn được cô. Tôi nói cũng quá. Dạ bạch sư.
đó mình có bị ảnh hưởng cái trend cha mẹ không ạ? Đã nói ba tầng kiếp rồi, không có nói nữa. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý cho cái tiền nghiệp nó đút mình vô ấy, trong cái chỗ đó mình nói hoài. À, chắc bây giờ nhà về Phật nó xin. Sao còn gần mà chửi đây? Nó có một lý do tại sao tôi đi, tôi đem cái người từ cấp cái giá làm dược sĩ, tôi mới hiểu. Tại bà biết được cái liều lượng bây giờ cái mặt nó vô uống khoảng bao nhiêu, 1.000 gram, chứ còn cái bà là cái bán 1.500, nó lẹ. Vậy hết chưa? Nghe chậm lại cái này, bữa nay mình ôm là tổng ôm tổng nghe nè. Toàn bộ đời sống này nó là một, mỗi một cảnh giới nó một cái lượng và có vô số cái lượng như vậy nha. Và trong mỗi cái lượng có vô số chúng sanh, như gom gọn là gồm 4 nhóm, nhưng mà trong đó là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 nó giải thích rồi, xem chưa. Và đời sống của mỗi chúng sanh nó chỉ là một cái chu trình chớp tắt của 4 thứ thiện, ác, buồn, vui, xem chưa. Và tùy ở mỗi người, kiếp trước ta thiện nhiều thì kiếp này trong cái chớp tắt đó vui nhiều. Còn kiếp trước mà ác gì thì bây giờ nó chớp tắt còn là bồ khổ. Thứ hai, nếu kiếp này mà cái thiện nó chớp tắt nhiều thì kiếp sau cái gì chớp tắt? Vui chân tắt. Còn kiếp này mà kiếp mà chớp tắt còn là ác thì kiếp sau là còn là cái khổ chớp tắt, hiểu không? Hiểu không? Đi cái tủ quý vị đó. Nói thiệt đi, mở đèn kim cô cái gì đâu. Thôi được rồi, nó không biết là luôn luôn. Đúng rồi, mấy hay nhảy tinh tinh. Tức là nó hay nói cái tay nó kêu là vừa ngu vừa ham chơi. Nhảy tinh tinh. Ok, bây giờ nghe hiểu ha. Bây giờ cái này mới quan trọng nè, cái này mới quan trọng ôn lại hết. Cái đời sống ta chỉ là một quá trình chớp tắt. Tùy người mà cái chớp tắt là thiện hay bất thiện. Tùy người mà cái chớp nó là buồn hay vui, đúng chưa? Bây giờ ôm lại, thiện là gì? Là sáu căn biết sáu rằng bằng tâm lành. Có nghĩa là khi mắt thấy tai nghe là có tâm lành thì gọi là thiện. Còn ác là gì? Là sáu căn biết sáu rằng bằng tâm xấu, đúng chưa? Cái này là ơn duyên dùm, bởi vì cơ hội mình gặp nhau có thể rất là nhiều, nhưng có thể tổng đi rồi là tổng băng hà, cái chuyện đó không có gì lạ. Okay. Như vậy thì tôi nhắc lại, đời sống chúng ta chỉ là cái chu trình chớp tắt, tùy người mà cái chớp tắt ấy là nhân lành hay quả lành, nhân xấu hay quả xấu, đúng chưa? Bây giờ mình định nghĩa thế nào là nhân lành. Nhân lành chỉ là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành, còn nhân xấu là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Còn quả lành là gì? Quả lành là sáu căn biết sáu trần bằng tâm nữa. Quả xấu là sáu căn biết sáu trần bất toại. Còn quả lành tức là sáu căn biết sáu trần như ý, hiểu không? Có hiểu không? Như vậy thì mỗi ngày, mỗi phút giây trôi qua, các vị biết các vị đang sống với nhân lành quả lành không? Biết không? Biết chứ. Biết rõ rằng sáu trần mà tôi đang biết là bất toại hay như ý. Nếu nó là như ý thì đó là quả. Còn nếu mà sáu trần tôi biết nó là bất toại thì là xong chưa? Rồi biết cái bất toại đó, cái như ý nó từ cái gì ra biết rồi, phải không? Nó từ thiện và ác. Mà thiện ác là gì? Quay nó định nghĩa. Thiện là sao càng biết tâm lành, hiểu chưa? Nghe nó rất là kỳ, trong qua cái chị vẫn điêu. Mình nghe học đi là rất là kỳ, nhưng mà khi thuộc rồi nó sướng như tiên. Khi thuộc rồi nó giống như là mình học có cứ 2 + 2 = 2, 2 + 2 = 4. Mình nghe nó rất là kỳ, nhưng mà khi mà các vị thuộc cái bản cuốn chương rồi, các vị làm toán, các vị làm toán đố, các vị thấy nó lạ gì đó, hiểu không? Mà lúc học nó rất là chán. 2 + 2 = 2, 2 + 2 = 3, 3 + 4 = 4. Thì ví dụ như mình đọc cái đó nghe nó rất là chán, nhưng mà lâu ngày là khi mình thuộc rồi thì mình đi vào trong cái chuyện mà giải thoát thì rất là sướng nha. Như vậy thì thiện tôi đã giải thích rồi, ác rồi, buồn rồi, vui rồi, bây giờ qua cái chuyện khác, tại sao được gọi là như ý? Thiện rồi, ác rồi, thì như ý là có tỏ rồi, đúng không ta? Bây giờ mình tiếp tục mình định nghĩa như ý và bất toại là sao?
Hiểu chưa? Dạ. Rồi, phải đồng ý. Do ba điều kiện sau đây mà sáu trần bị hoặc là được xem là nghịch ý hay như ý. Do ba điều kiện sau đây, ghi có hiểu không? Do ba điều kiện sau đây mà sáu trần bị hoặc là được xem là nghịch ý hay như ý. Thì ghi cái này học rồi. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống. Nhưng mà cái môi trường sống phải mở một đêm. Thì cái môi trường sống nó gồm không môi trường hiện tại chứ. Môi trường hiện tại. Cái môi trường hiện tại mở một đêm. Chị Hồng chỉ có nói reform với tôi, chỉ nói rằng cái lớp giáo lý mà general này nè. Tại chị cũng có đi dựng nhiều lớp. Thì chị nói cái lớp giáo lý này có một điểm đặc biệt là mình có thể có đủ người để làm lớp intensive. Ở chỗ khác không có, mà tôi tuyên bố được biết rồi đó. Tôi nói về với sự trung thực khách quan. Cái lớp mà dạy general thì nhiều lớp ở đâu cũng có, nhưng mình để rút được cái số người để học intensive thì không có nhiều. Ví dụ như Cali họ cũng đông, Houston cũng đông, nhưng mà không biết ở đây có lẽ là do không có tăng ni Việt Nam cho nên quý vị giúp học hay sao tôi không biết, nhưng mà phải nói rằng có thể nó nằm ở bắc tân cầu nên một thứ hơi khác. Nhưng mà chỉ nói tôi rất đồng ý, đó là với cái lượng đông không quan trọng, còn quan trọng là mình phải rút cái lượng người ra để làm lớp intensive, lớp advanced. Hiểu không? Hiểu tôi nói không? Cho nên rằng không quan trọng. Tôi vừa nói cho vui lần ra mắt đầu tiên, tôi sợ bà con ngủ tôi vợ đúng rồi, tôi nghiêm túc lắm. Mà nó nghiêm túc cũng không sao. Ok. Thiện là gì nói rồi, ác là gì nói rồi, xong chưa? Rồi buồn là gì, vui là gì nói rồi, bây giờ mình mới giải thích. Tại sao buồn, tại sao vui? Buồn là vì phải chịu cái mình không thích, còn vui là có được cái mình thích. Xin chưa? Làm ơn chúng ta ghi câu này sẽ quên. Buồn là vì mình thích, buồn hoặc là khổ là do mình phải chịu cái mình không thích, mà khổ hoặc là còn hạnh phúc hoặc vui vẻ là bởi vì mình có được cái mình thích. Xin chưa? Mà tại sao có thích và không thích thì nó có đưa ra vài lý do. Một là tiền nghiệp nó đưa mình vào bối cảnh nào. Chính tôi đã nói rồi, tiền nghiệp nó đưa mình làm thân nữ thì mình thấy đồ nữ mình thích. Quý vị đưa tôi nguyên một đống vụ kiện của mấy bà làm cái gì, hiểu không? Tôi biết tôi ở châu Âu, biết ở Thụy Sĩ, những lần ngẫu nhiên tình cờ tôi gặp nhiều cái món của người nữ, tôi nghĩ một lộ hàng triệu phụ nữ đến hành tinh thèm được nhìn cái này, và mình nhìn mình thơm thơ lắm đó. Cái lượng bằng ion đó, cái ion đó đẹp lắm, càng chảy càng mướt. Mà tôi không có tóc, tôi không có mua. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em tôi ngắn đi trong mưa, tóc em thưa em đi trong gió, tóc tôi không có, tôi đi vô chùa. Khi mà tôi không có tóc, tôi mua làm cái gì? Còn mà dài nữ giác nữ, trời ơi, mà cho ông nó đẹp lộng lẫy, mà sẵn nói luôn cho biết. Bên Mỹ, bên Úc tôi không biết, bên Mỹ là tình cờ, tự nói cho tôi biết thôi. Mà nói xin biết không? Cái đôi dép đôi dài mà nhiều vừa ý đẹp lắm thì nhiều lắm, mà cái size nhỏ cũng có. Tính theo Mỹ là size 35, tính theo châu Âu là số 5, cực hiếm. Mà bên châu Âu nó nhiều như là nắm sao mưa, về Rome hay là về Milano. Và cái đồ xịn, mấy cái áo nữ của họ đó cái đồ nó thèm lắm, bởi vì size nhỏ nhiều quá. Ấy vậy mà hàng triệu người trên thế giới, hàng triệu phụ nữ không có cơ hội để thấy một bé mua và trong được con trong đấy cũng thấy đập đất cơ đập đất cái gì đó quý mình đó là phụ nữ, hiểu không? Cho nên cái tiền nghiệp rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nói cái này qua tôi quảng cáo ăn cộng với sân cho châu Âu, nhưng mà có dịp nên đi một lần, mà đi bằng cách này ghé thiền viện của tôi trước cũng vớ rồi còn riêng như mới đi châu Âu. Bảy, ghé thì miệng nghỉ ngơi rồi đâu. Cái đó là do khuynh hướng tâm lý đó. Do khuynh hướng tâm lý nó suối đó, không phải là tiền nghiệp, cái còn tôi không muốn nói gì. Ok. Như vậy thì mình biết tại sao mình có mặt trong đời này là bởi vì do mình không hiểu bốn đế. Mà bốn đế là gì?
không hiểu mọi thứ là khổ. Chính vì không hiểu mọi thứ là khổ cho nên mình không hiểu luôn cái thứ hai. Mọi thứ mình thích đều là trong khổ, hiểu không? Vì mọi thứ trong phòng này đều là đồ của Úc, cho nên tôi thích bất cứ cái gì trong phòng này đều là tôi thích đồ của Úc, hiểu không? Rất là dễ hiểu. Cho cái bộ phim đầu tiên là mọi thứ ở đời là khổ, nên những gì tôi thích cũng đều là thích trong khổ. Và hãy thích trong khổ có nghĩa là tôi invest cái khổ mới, đó, hiểu không? Khi rồi bây giờ muốn hết khổ thì tôi một cách rất là logic thì tôi làm sao? Tôi đừng có thích nữa, tôi đừng có thích trong khổ nữa. Tôi cứ biết hai chuyện chỉ có thiệt. Tôi chưa kể chuyện này ra rất là kỳ, nhưng mà không kể mà con đơ quá đi nha. Có một người ở châu Âu về Việt Nam chơi, không biết là lỡ tai hay là lỡ tim, không biết là yêu nhầm một người con gái cả chấn. Thương nó quá đòi đem nó qua bên châu Âu thì nó không chịu qua, lý do gì không biết, mà nó bắt mỗi tháng phải chu cấp cho nó mấy ngàn đồng, nếu không chu cấp là chia tay. Vậy các vị hiểu tôi hiểu chưa? Cái gì nó làm khổ mình mà mình vẫn tiếp tục dây dưa nó làm mình chỉ còn khổ thôi. Nghe kịp chưa? Tôi không biết một chuyện không nghĩ. Nữ có chồng bị dây dưa với bạn chồng. Nghe kịp không? Dạ. Chồng can gián nhiều lần không được, chồng bầm. Bạn khóc xong, tan, chồng xong, đi tiếp tục. Thằng đó bỏ, khóc như mưa, hết bữa lẫn thằng khác, tiếp tục đi làm để nuôi thằng khác, có hiểu không? Mà bạn là Phật tử, tôi không kể địa di chỉ, cũng không kể tên, thì không ai biết đó là ai, nhưng mà tại sao đem chị riêng lên tôi kể? Bởi vì mình nhìn chị mắt mình ấm ức, các vị biết không? Bây giờ hiểu, hiểu chưa? Khi mọi thứ là khổ mà ta lại vùi đầu ở trong đó thì đừng trách tại sao ta cứ tiếp tục khổ. Mà tại sao vậy? Nó mới yêu cầu nội phải biết gì đó, phải cảm ơn đấy. Hỏi định rất là hay nói này, không biết nhưng mà cái gì không chịu. Họ nói với tôi như thế đó. Dạ, tức là người em kể tôi nghe, nói gì có gì thì nói cái chuyện ngu quá chứ là ngu quá. Thì có một lúc thượng tiện nhất tôi cũng nói ra cái gần tôi làm cái gì tôi không biết gì hết, tôi cũng nói ra sao sao tôi đem gì người khác tôi kể, thì cái bà con biết những người cái kinh nghiệm rồi nó sẽ bà dạy tôi nghe cái nghe của mình nó chịu thôi, nó chịu nó chịu thì một lúc nát thì nó hết chứ ngộ lắm, có nghĩa là nó đã vô cái khó rồi tự nó tháo được mà người khác gỡ thì nó không chịu. Cho nên hiểu bốn đế chưa? Khi mà ta không hiểu mọi thứ là khổ thì ta còn thích cái này cái kia. Và khi còn thích cái này cái kia có nghĩa là ta còn thích trong khổ. Mà còn thích trong khổ có nghĩa là còn tiếp tục investment. Muốn hết khổ thì đừng có thích. Không thích có nghĩa là không investment. Thì cái con đường thoát khổ nó chính là ba cái kia cộng lại. Sống một lần. Và sống một lần ba những thứ kia chính là tu tư niệm xứ. Hiểu không? Khi mà tu tư niệm xứ thì mấy cái chuyện thì mình nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì tất cả chỉ được mình quan sát trong cái mô hình là sanh diệt, sanh diệt. Có nghĩa là có thì biết, có cái gì biết đấy, không can thiệp, không can thiệp, không cầu mong là ước gì tâm tôi nhiều hơn, trí tuệ tôi nhiều hơn, thiền định tôi nhiều hơn, không cần, cứ ghi nhận nó có biết, nó có thì biết dĩ nhiên. Và con không học giáo lý, lại không có thực tập thì mà con nghe cái này rất là kỳ. Nhưng mà khi có giáo lý căn bản, mấy ngày nay trong 14 cũ tôi liên tục nhắc tới, nhắc lui. Mà nhiều người không hiểu tại sao ông cứ chỉ ra, ông nói là cái vị trí mình phải thuộc. Khi thuộc rồi thì tự động cái vị tu được. Cứ nhớ hoài này, nhớ định linh. Một lát nữa, break time, tôi gặp cái vị mà sao tôi hỏi, tôi kêu quý vị đề nghị. Tôi đề nghị quý vị giải thích cho tôi. Tại sao có thích cứ ghét? Không, thích ghét là gì và tại sao có thích cứ ghét? Quý vị giải thích được không? Con có nói đi, thích là gì? Cái gì như ý mình, cái gì như ý mình,
thích là muốn cái gì đó, còn ghét mà kỵ cái gì đó, đúng không? Chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi tại sao mà có thích có ghét? Nó cũng do ba cái sự nghiệp chưa. Rồi thế nào là cảnh nghịch ý, rồi thế nào là cảnh nhiên ý? Tức là nghịch ý có nghĩa là sáu căn biến sáu trần bất hoại, còn nhiên ý là sáu căn biến sáu trần nhiên ý. Cứ nhớ hoài như vậy thì rồi thiện là gì? Thiện là sáu căn biến sáu trần thành tâm lành. Hôm qua mình học đó là 25 tâm sở, gọi là positive factor. Còn ác là gì? Ác có nghĩa là sáu căn biến sáu trần bằng 14 cái negative factor. Hiểu không? Nếu tôi là quý vị thì tôi về tự tôi vẽ mấy cái diagram. Con có dự tính là vẽ diagram đó cho mọi người biết. Chính xác, chính xác. Và nếu được thì tôi muốn cái nhóm này nè, cái nhóm này là có tên nhóm gì ta? Ồ, có một trang web riêng. Ở đây có một con trai là chồng của mình nè, làm web rất giỏi. Nhờ ông làm trang web tinh thông tin Phật sự lên trang web đó. Và những bài vở này nè, bà con về làm cái outline đưa lên đó, hiểu không? Công đức vô lượng. Vô lượng. Phải làm mình phải có cái mình phải có mặt mũi để mình trình làng lần này cái cả đám chui giống như kangaroo không đô la chứ. Tôi nghĩ quý vị lòng quá, tôi đặt tên là Koala Association. Koala Association Buddhist Koala, đúng là Buddhist Koala. Nên dùng chữ là Masuvio Association, tại Masuvio là những cái con mà có túi. Tôi nhớ trong lớp sinh học cô giáo hỏi các loài hữu nhũ, biết hữu nhũ không? Mamifer. Có con nào biết bay không? Có không? Dạ. Vậy mà có con nhỏ đó giơ tay lên, dạ tiếp viên hàng không. Hiểu không? Hiểu hả? Tôi hỏi cái gì, cái chuyện này quan trọng lắm, chuyện này chuyện tiếu này cũng quan trọng lắm. Cái chữ này là chữ gì? Vô cũng được mà em cũng được, đúng không ta? Từ lớp này nhìn lên thì nó là chữ em, ở trên nhìn xuống là chữ. Hiểu chưa? Sáu tầng mà bất tội hay người nhí là cái đó, dạ. Có một lần đó trong lớp gì đó Kim Khả Tình, cô giáo hỏi mấy học trò chứ số này là số gì, cô giáo hỏi 8 chia 2 là mấy, một đứa nó 8 chia 2 là 4, một đứa nó 8 chia 2 là 0, một đứa nó 8 chia 2 là 6, có được cho điểm 10 hết. Thì phụ huynh bực lắm, hỏi cô giáo dạy tầm 7, tại sao cho điểm 10 hết, trong đó chỉ có 8 chia 2 là 4 là cái điểm 10 thôi. Cô giáo nói dù mới bị quỳ gói chứ không phải là nó, bởi vì tuổi đó là kindergarten, hiểu không? 8 chia 2 chia cái này nó thành 2 số 0 đúng không? Rồi cái chia thành 2 số 3 đúng không? Chứ 8 chia 2 là 2 số 3 là 6, mà chia ngang thì là 2 số 0 là 0. Chỉ có là ông nào ở game là bằng 4 thôi. Đừng có cười, chuyện này không phải là chuyện có con nít, mà chuyện này dành cho người 9-18 tuổi. 9-18 tuổi hiểu câu chuyện này. Có nghĩa là tùy trường hợp, tùy cái, bây giờ hiểu không? Tùy khuynh, tùy nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta nhìn vấn đề nó như thế nào. Có một lần đó, hãng Coca-Cola nó qua bên Trung Đông, nó quảng cáo suốt 6 tháng mà cái hàng bán cũng chạy. Mà trước đó thì họ thấy người Á Rập uống Coca rất là nhiều, họ mới đem hãng Coca qua họ làm cái đó mình bán ế quảng cáo đủ cách. Thì cuối cùng cái ông là CEO đó, ông mới kêu cái thằng quản chứa lượng hỏi Du biết tại sao tôi thấy dân của Du trước đây uống Coca rất là nhiều mà tại khi tôi đem cái nhà máy qua đây làm thì bán cũng được. Thì ông nói Du lộn rồi, dân Anh Mỹ họ đọc chữ từ bên trái đọc qua, còn dân Á Rập từ bên phải đọc ngược. Cái quảng cáo của người ta đó, của Du đó là đang mệt uống vô cười, còn tụi tôi đọc vô là đang cười uống vô mệt. Hiểu không? Đó là lý do tại sao mà chú Lê Gu kiểu tôi uống nước gì mà kỳ vậy? Hiểu không?
Thằng Mỹ nó vẽ ba cái hình nó theo cái đặc tượng của Mỹ. Cái thằng nó ra đi trên sa mạc, nó leo lưỡi mồ hôi nhỏ này nè. Thì cái hình thứ hai là nguyên một cái lon ca ướp lạnh ấy, cái mồ hôi nước nó còn nó xuất hiện. Rồi hình thứ ba là thằng Á Rập cười, nhưng mà Á Rập nó không có chịu coi từ bên đây nó coi qua, mà nó coi từ bên đây nó coi trở lại. Ủa thằng Á Rập đang cười gặp Coca-Cola. Hiểu không? Thì bây giờ anh muốn quảng cáo anh phải làm ngược lại. Hiểu chưa? Vì tiếng Á Rập nó đọc từ đây năm qua cho nên chuyện đó cũng không phải là chuyện cười, mà chuyện đó chúng ta suy gẫm. Đừng bao giờ nói người ta ngu mà phải nhớ lời của người Mỹ. Muốn hiểu được một người nào đó, hãy xỏ chân mình vào giày của người ta. Mỹ có câu đó, hiểu không? Đừng có nghĩ người ta ngu. Nó có những chuyện cùng xuất sắc nữa mà chỉ kể cho thấy nam thôi. Có nghĩa là tùy cái trường hợp mình tưởng cái đó là ngu, nhưng mà thật ra đó, do mình không biết mình mới nói người ta ngu. Và cũng cho tiền nghiệp mà nó thúc đẩy cho mỗi người có những cái phản ứng khác nhau trước một trần cảnh giống nhau. Hiểu không? Chính cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường giáo dục, môi trường sống nha. Cho nên sáng nay mình đã định nghĩa vòng phải định nghĩa. Rồi bây giờ mình mới ôn qua 12 duyên khởi. Do vô minh trong bốn đế ha, cho nên chúng sanh nó mới chia thành là hai nhóm nha. Không cần ghi bớt, muốn ghi phải bớt ghi rồi. Do vô minh trong bốn đế nên chúng sanh chia làm hai nhóm. Bốn đế là gì nói rồi phải không? Bây giờ không cần nghe nữa. Do vô minh trong bốn đế nên chúng sanh chia thành hai nhóm. Nhóm một, trốn khổ tìm vui bằng cách chuyện gì cũng làm bất kể thiện ác. Nhóm hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là lấn ác hành thiện. Thấy chưa? Thấy không? Rồi, như vậy đầu tiên đó là chắc phải ghi đi mà bữa nay ôm cho bà con nhớ. Tôi mong rằng ở đây có những người mù tịch không biết gì, sau khi học cái lớp này ít ra các vị cũng có cái khái niệm về đường tu, về cuộc đời, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan nha. Do vô minh đầu tiên là vô minh trong bốn đế, nó mới dẫn đến cái chuyện, nó dẫn đến hai cái phản ứng, đó là sống ác sống thiện. Cái thứ hai, cái thiện ác đó nó mới dẫn đến là cái tâm đầu thai các cõi à, từ đó có sáu căn, rồi nó dẫn tới cái gì à, sáu căn nó dẫn đến cái sự là tiếp nhận, không tôi bỏ sáu xúc luôn, tiếp nhận sáu trần, tiếp nhận là đủ rồi. Từ cái tiếp nhận sáu trần nó mới nảy sinh ra cái gì là sáu ái. Sáu ái nó dẫn đến bốn thủ. Bốn thủ ở đây nó gồm có cái gì? Bốn thủ ở đây nó gồm có là chấp chặt trong hưởng thụ, thứ hai là chấp chặt trong quan điểm nhận thức, thứ ba là quan điểm hành trì, đúng không ta? Thứ tư là trong cái quan niệm ngã chấp, đúng không ta? Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là thiện ác trở lại, thiện ác, rồi từ đó là cái gì nữa ta? Là đầu thai, rồi từ đó là cái gì ta? Buồn khổ, đúng không? À, đầu thai rồi cái gì nữa? Rồi già bệnh chết, đúng không ta? Rồi mà nó cứ vòng tròn nó đi hoài như vậy đó. Nhớ nha, ở dưới nhìn thấy không? Do vô minh trong bốn đế nên người ta mới là trốn khổ tìm vui bằng cách sống ác hoặc
trốn khổ tìm vui bằng cách sống thiện nha. Rồi thứ hai, khi mà có thiện ác ấy, nó mới tạo ra các cái tâm đầu thai. Do có các tâm đầu thai cho nên mình mới có sáu căn, hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà cái vấn đề lớn nó nằm ngay chỗ này nè. Mình ngay cái chỗ mình tiếp nhận sáu căn, mình tiếp nhận sáu căn này nè. Hồi nãy còn nhớ không? Do khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp, môi trường, chúng ta khác nhau ngay cái chỗ đó đó. Có thấy không? Bây giờ hiểu chưa? Ngay chỗ mình tiếp nhận sáu căn, tức là do đời trước mình thích sáu căn nên là mình có sáu căn. Nhưng mà bên cạnh cái chuyện mình thích đó, mình có tu hành, mình có trí tuệ, mình có thiện định, có chánh niệm hay không? Cho nên bây giờ mình sinh ra đó, mình cũng có sáu căn sáu trần. Nhưng cái thái, tôi nói rồi, trình độ tạo ra thái độ. Trình độ nó tạo ra, mà thái độ thì thái độ là cái cách phản ứng của mình trước sáu trần, hiểu không? Có người thì họ thấy người khác khổ thì họ diễn duyên, có người họ thấy người khác khổ thì họ động tâm. Đúng chưa? Được trong cái đám mà diễn chân đó, nó lại có hai nhóm. Nó diễn chân là nó không thương, hoặc là nó diễn chân bằng cách là nó dựa vào đó nó đi kiếm, nó đi kiếm lợi, hiểu không? Hiểu gì kiếm lợi không? Không có gì kiếm lợi, có nghĩa là mục đích được thả câu á. À, có thấy người ta khổ nó chia hai nhóm, nhóm một diễn chân, nhóm hai thì chánh lòng, động lòng, phải không? Thì trong cái đám thì dưỡng chân lại chia ra nhiều nhánh, trong đó có hai nhánh lớn, đó là dưỡng chân một cách là bỏ qua, còn cái loại thứ hai nó dưỡng chân một cách là nó quay trở lại để nó kiếm chát từ cái hoàn cảnh của người ta. Có người biết gì ra nó ác, tôi nói tận cùng sau mấy chục năm vô đạo đức, vô văn hóa thì nó tạo ra một loại người gọi là cò, phải biết không? Nó thấy cái bụng của mình mà bự lạc lè mà đứt bệnh viện từ vũ là bắt đầu nó giàu nhào vô. Chỉ cho em một chút tiền thôi là mình chỉ vô thẳng vô là nằm rồi rặn 3 phút là ra liền. Còn không thì chỉ chờ tới mốt luôn. Mà mình đang đau quá mà ok kê muốn nhiêu cũng được. Đưa nó xong lặng mất. Đau quá rồi, tôi đọc hết tôi còn muốn. Tôi đọc vừa đọc tôi vừa bệnh tôi muốn. Đau quá thì muốn bao nhiêu cũng đưa hết. Hiểu. Nó ác như vậy đó quý vị, còn bệnh viện mà chợ rẫy đồng đất, quỳ dân, bình dân gì đó là cò nó dày đặc như muôn miên trắng. Nó thấy người ta khổ nó lo, mà nó lo nó tranh thủ cái cơ hội đó. Cho nên chúng ta mình thấy cũng là sáu trần, nhưng mà tùy mỗi người mà họ nhìn cái trần nó bằng cái phản ứng là sao. Rồi trong cái đám mà chảnh lòng nó lại tụi chia thành hai nhóm, nhóm một chảnh lòng tội nghiệp quá rồi bỏ đi luôn, còn nhóm thứ hai tội nghiệp quá là bắt đầu nó ngồi nó tính cái cách nào để mà ra tay cứu được, hiểu không? Cho nên do cái thiện ác quá khứ mà đời người ta có sáu căn sáu trần, nhưng mà cái sáu căn sáu trần của mỗi người mình tiếp cận như thế nào và tiếp cận cái gì. Cho nên tôi nói đi nó lại không biết là bao nhiêu lần, tôi nói trong đời ngoài đạo, trong đạo ngoài đời, chỉ có vấn đề của hai chữ là chữ quá và chữ hao thôi, hiểu không? Quá là ta gặp cái gì, nghe kẹp không? Hiểu không? Mỗi ngày ta gặp cái gì cái là quá. Nhưng mà cái phản ứng của ta đó trước mấy cái đó thử ra sao đó là háo. Mà tôi cứ từ xíu cũng vậy, buổi đầu là mình phải học giáo lý để mình biết cái này là quá. Nhưng mà bây giờ háo là gì, biết rõ là nó đang activity như thế nào, đi đứng nằm ngồi tiêu tiểu rửa mặt đánh răng ăn uống nhai nuốt buồn vui nói chuyện im lặng khóc cười, hiểu không? Biết rất rõ đó là háo. Còn quá cần mình phải học giáo lý để mình biết nó được, nó là cái gì. Nhưng mà buổi đầu là mình phải nhờ tới giáo lý, nhưng mà càng về lâu cái chánh niệm mạnh rồi đó, thì cả cái quá và cái hao đều được mình biết một cách trực tiếp, không có thông qua kinh điển nữa, hiểu không? Hiểu chưa? Nhưng mà buổi đầu phải có giáo lý, bởi vì mình biết cái khỉ gì mà chẳng hạn như ganh tị là gì, bụng sỉnh là gì, bồ hôn trầm là gì, hoài nghi là gì, mà buộc anh phải học thôi. Nhưng mà tôi báo thì biết học để làm cái sườn để thôi. Nhưng mai này theo năm tháng thời gian, một năm hai năm, có nhiều người chỉ một tháng hai tháng một tuần hai tuần thì họ biết tự nhận ra. Thí dụ như các vị có nghe cái bụng sỉnh không?
Có nghe chữ ganh tị không? Đối với sách vở thì họ định nghĩa tập lưng đó, nhưng mà đối với hành giả thì chữ phụng sự từ ganh tị nó rất là rõ. Phụng sự là không muốn mình mất cái gì, ganh tị là không muốn người ta được cái gì, một cái được cái mất, một cái mình cái người, rất là dễ nhớ. Thì lúc đó khi mình hiểu như vậy, lúc mình không còn lệ thuộc kinh sách nữa, mà chỉ cần trong đời sống mình biết bất cứ lúc nào mình không muốn trao ra, không muốn bị mất, thì mình biết ngay đây là phụng sự, dầu cái món đó thuộc về tinh thần hay vật chất. Trong kinh nó kể ra kiến thức mà mình làm hiểu mình không nói, nó cũng kể phụng sự, nó có năm cái phụng sự. Phụng sự về vật chất tài sản, phụng sự về kiến thức, phụng sự về tình cảm, biết phụng sự tình cảm. Tôi quen cái bài này, tôi không muốn bài này quen nghe nữa. Từ sáng giờ tôi thấy mấy diễn bài hơi gì tôi bực rồi đó. Cho nên ganh tị và phụng sự là một cặp, chắc là phải ghi rồi. Thường khi mà mình tu đó, mình thấy ngay trong cái phụng sự hoặc là ganh tị đó, thì lúc đó mình thấy thôi, nhưng mà nó chưa có phát, nó chưa có ló ra nhiều lắm, thì mình cách nào để cho nó nhận thức hiểu thì bắt đầu buông ra mắt rồi. Nhưng mà nhận thức liền thì mình thật cảm giác như, thì mà cái đó có trong mình thì nó bị như là khổ liền, mình thấy như vậy thôi, mà cách nào để hóa giải cái đó? Nói dài quá, cũng bài chứ. Chưa ơi, khi mình thấy mình có hai cái đó, làm sao mình dẹp hả? Sao sớm hiểu? Sao sớm hiểu? Sao sớm hiểu mà? Tôi nói chuyện với cô, nếu mà cô tán tỉnh tôi mà cô dài như vậy đó, chắc cô lấy nó khác rồi. Cô lâu quá đi. Mình cứ nói lại là me đi tí, không chịu mà cứ trời, mấy mưa nhiều nó nắng, nó trở lời không không thở đề ta. Mình nói chồng chồng không biết nói cái gì, còn lấy nhỏ khác. Mà mình lấy xong ly dị rồi, có táo rồi con quay lại, bác còn đang biết có lựa lại. Có nghĩa là như chưa chuyện gì sẽ ra. Người ta nói người nữ có khả năng chờ đợi thì cũng hiểu, cái người nói nó lâu quá đi. Cho nên họ phải được trời cho khả năng kiên nhẫn, để chi họ có thể dùng cách mấy năm trời để mà nói hết lời. Ok, nghe đi kỹ, trong kinh nói rằng để đối phó với phiền não nó có nhiều cách, nhưng mà nói gọn lại là có ba cách, đó là nhờ đến văn, tư và tu. Nghe hiểu không? Văn là phải học giáo lý, học về lý thuyết. Còn tư là cái khả năng suy nghĩ. Còn tu là thực hành. Nghe hiểu không? Đó, nhớ kỹ đó. Không riêng gì ganh tị bủng xỉn, mà là tất cả phiền não đều phải được đối phó bằng ba cái này. Bước một tôi nhắc lại đó là trí văn. Trí lan văn là phải học giáo lý, phải kinh điển. Thì ở đây để đối phó với ganh tị bủng xỉn nó bằng kiến thức, là bằng đối phó bằng cách nào ta? Là bằng những gì mình học. Mình nhớ cái này. Tại sao mình bủng xỉn? Tại vì mình không hề biết rằng ta càng có lòng nắm chặt thì cái ta nắm rất ít. Còn nhớ câu chuyện của tôi kể không? Anh già anh ở trên núi, anh học võ. Học 18 năm, cái ngày mà sư phụ tiễn anh xuống núi cho anh mở võ đường đó, thì sư phụ mới nói anh con này, con à, chúng ta là con nhà võ, chúng ta nó chinh phục thiên hạ bằng nắm đấm. Nhưng con hãy nhớ, cái nằm trong nắm tay luôn luôn ít hơn trong vòng tay. Nhưng con phải nhớ, cái trong vòng tay ít hơn cái trong tầm mắt. Như vậy con cần có tầm nhìn. Hiểu. Con muốn xuống làm vinh danh cái võ đường của mình, con không phải chỉ dựa vào cái gì nó nằm ở trong đây, mà trước hết con phải biết từ cái nắm con tay nó chuyển ra cái vòng tay, và từ vòng tay con phải biết chuyển ra tầm nhìn. Hiểu không? Thì ở đây mình muốn bỏ tới bỏ xẻ, mình phải nhớ này. Tại sao mình muốn xỉn là bởi vì mình không muốn mất đi, mà mình quên rằng ta sợ mất có nghĩa là ta đang siết chặt lại, mà đang siết thì có nghĩa là cái ta đang giữ được bao nhiêu đó. Bởi cái mà còn siết được có nghĩa là cái nhỏ, đúng không? Nó hiểu gì không? Cái mà còn có thể ôm được các thì cái đó nhỏ, bởi nó còn nằm ở trong, hiểu không? Ví dụ như một bà mẹ nó phải sinh ra được bốn sinh ra được hai đứa con thì bác còn ôm nó được, đúng không? Nếu bác sinh ra được bốn đứa con, bác cũng còn ráng ôm được, đúng không? Bởi ơi, cái gì ông có phụ thì được chứ. Bởi kia mấy đứa con đứng gần nha. Nhưng mà nếu mỗi đứa con nó có con nữa, rồi nó có cháu nội cháu ngoại, thì lúc như bây giờ bà mẹ có thể ôm hết được không?
lúc bây giờ có không khả năng không hết, nhưng mà các bạn có nhiều hơn ngày xưa đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu không? Tức là khi ta càng có cái lòng ta ôm á, thì các ta nhớ là cứ nhớ là con người chúng này, ta sẽ mất nên ta muốn ôm, mà còn ôm được thì cái có được không bao nhiêu. Ta sẽ mất cho nên ta mới nắm, mà hãy còn nắm được thì cái đó không bao nhiêu. Cứ đọc như nít thì nó hiểu. Đó, hiểu ngủ hết rồi. Ta còn cứ nhớ nè, ta còn ôm được có nghĩa là mọi thứ chỉ còn, chỉ nó mới có trong vòng tay. Ta còn nắm có nghĩa là mọi thứ chỉ có trong tay. Cho nên nếu mà ta muốn có nhiều thì ta phải mở vòng tay, mở nắm tay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thân này còn giữ không được, nói gì những thứ ta ôm và xong chưa. Và cái thứ ba, ai càng có nhiều cái lòng ôm lòng nắm thì đời sau ta ra không có gì để nắm để ôm. Đó là tôi cần chú phải nhớ. Mà rất tiếc tôi nghe như là mình nghe sẵn. Cho nên tôi đã order cho Việt Nam đem đây một bức ảnh. Cha chơi guitar trên Minh Châu để tặng cho các pháp hội này. Nó hiểu, ta chửi cũng cười. Mai mốt lớp học nào tôi cũng sẽ đem bức tranh đó đi. Cái hình mà anh ta chơi guitar trên Minh Châu thì cũng dễ nhìn mà cũng dễ hiểu. Đã nói tận cùng như vậy mà không hiểu, hiểu nhận. Có nghĩa là cứ nhớ thế này, ta còn vì sợ mất ta mới cầm, mà cái cầm được là không bao nhiêu. Thứ hai, vì ta sợ mất ta mới ôm, mà còn ôm được là không bao nhiêu. Vì trời đất bao la mà cái mình có chứ ôm. Cái thứ ba, cái thứ ba của chùa này. Ai sống với tâm ôm và tâm cầm, đời sau sẽ không có gì để cầm và để ôm. Đó là sự thắng. Các vị có tin ngài, cái gì ngài cũng buông, có tin không? Trên khi ngài thành Phật thì sao ta? Cái gì ngài cũng có. Các vị tưởng tượng một người không quen biết cách mình 26 vị kỷ. Cho đến hôm nay tôi phải nói với tất cả những chân tâm trước chánh niệm rằng một con người mà tôi không quen biết cách đây 26 vị kỷ mà chỉ cần tôi có ao ước gặp ngài chứ được chết cho ngài. Hiểu không? Chứ bây giờ tự nhiên vậy chứ tưởng xác đi để cũng vừa tôi không làm. Nhưng mà với ngài tôi tin chắc với trước mặt Đức Phật tôi không sẽ chết. Và bất cứ chuyện gì có thể làm cho ngài mà đổi vào cái mạng tôi không tiếp chắc. Tôi nghĩ đây có nhiều người tin gì hết, hiểu không? Trước mặt Phật không phải mình, tôi nghĩ nhiều người đơn giản chết trước mặt Đức Phật lắm. Các vị tưởng tượng tại sao đã không tiếp vào chết với ngài mà cả cái mạng của người ta cũng đang chờ gặp được ngài để người ta cho. Trên đời này cái người đó có dễ biết không? Mà tại sao vậy? Vì kiếp trước ngài không có ôm và không có cầm. Cái người mà không có thói quen ôm và cầm, đời sau nên ra có rất nhiều cái để cầm và ôm. Những cái điểm mà mình muốn cầm ôm không tùy mình, nhưng mà tôi đang nói là có. Là mơ cái chuyện nghe cho kỹ giờ, mình hiểu không? Mình hiểu đó không? Trong khi đó người có quá nhiều cái để mà muốn cầm, muốn ôm thì đời sau không có gì để ôm, để cầm. Cái thế giới này nó lạ. Điều thứ hai, cái này tôi ghi nữa nè. Ai có khả năng cúi đầu thì đời sau sinh ra người khác gặp người này họ thích cúi đầu. Ai thích hết cái mặt, đời sau sinh ra người khác gặp mình cũng hết cái mặt. Người biết cung kính, đời sau sinh ra được người khác cung kính. Người kiêu ngạo, đời khác sát sinh ra bị người khác coi ra gì hết. Cái đạo mình dạy những chuyện chỉ quái đại quái đản mà tôi tin. Biển ở chỗ thấp nhất trên hành tinh, đúng không ta? Cái sea level, cái gì thân minh so cái sea level. Biển thấp nhất trên hành tinh, nên biển là chỗ dưới nhiều nhất. Người khiêm tốn là người nhận được tất cả. Kẻ biết cúi đầu là kẻ có tất cả sự tôn trọng. Và có một chuyện sẵn ở đây tôi nói tút tụt tuổi bữa cuối không sợ giận nữa. Tôi thắc mắc vô cùng, năm nay tôi 50 tuổi vẫn còn thắc mắc. Tại sao người ta thích khoe? Trên đời không có gì nó ngu cái khoe, vì sao? Bữa nào các vị bình tĩnh ngồi lại một mình á, không? Chầm mà tắt đèn đóng cửa là suy nghĩ. Không có gì nó ngu mà cái thích khoe tại sao? Đừng có ai thích nghe người khác khoe. Hiểu không? Mà tại sao cứ có gì là mình khoe? Tôi không hiểu đó. Nữa chị biết con thằng con của em 14 tuổi biết con chị tận mê hết nó là biết ông xã em chị biết thằng má cả chỗ hay lắm
mà họ quên một chuyện đó là không có ai thích nghe cái chuyện của người khác hết á. Hả? Sao ngu quá vậy? Bao nhiêu tuổi mà cứ mở miệng ra là đi khoe mà có chuyện gì phải lạ. Khoe con, khoe chồng, khoe vợ, khoe cha, khoe mẹ, khoe nhà, khoe cửa. Chính nhiên sắp rớt rồi. Nhưng mà nghe hiểu không? Có nghĩa là mình không có sống chánh niệm, mình không có ngờ rằng trên đời này không có gì cả. Cho nên phải sống khiêm tốn. Khi mà anh khiêm tốn, anh biết cúi đầu xuống thì tự nhiên người ta đưa anh lên. Nó kỳ như vậy. Còn mà anh mà nhơ nhơ cái mặt đó thì người ta đạp anh xuống. Trời đất có lạ. Bớt khoe lại và hãy nhớ kỹ rằng nhớ một chuyện rất đơn giản thứ nhất. Có gì để khoe? Và cái thứ hai, có ai muốn nghe mình khoe hay không? Và cái thứ ba, là cái này để xong nữa. Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ để gọi là đáng để khoe thôi. Trên đời này duy nhất là cái gì của mình? Nghe kỹ. Trên hãy nhớ không? Trên đời này duy nhất chỉ có một cái để đáng khoe, đó là cái tấm không thích khoe. Tại sao cái lớp mà thích giỡn quá vậy? Tôi đang nói nghiêm đúng không? Đúng. Trên đời này chỉ duy nhất có một cái đáng để mình khoe thôi. Đó là cái tấm không thích khoe. Tại sao? Thì cái tấm đó chỉ có ở cái người có nội hàm. Mà nhờ quý vị hiểu cái câu này cho nên quý vị không còn khoe nữa. Bởi vì khi cứ nhớ câu này, khi ta có ý khoe thì không có gì để khoe. Mà khi ta không còn muốn khoe nữa thì đó chính là cái đáng khoe. Mà khi ta có lòng để khoe cái đó thì nó không còn là cái đáng khoe, hiểu không? Có nghe kiểu không? Cái đó rất là sâu. Trên đời này duy nhất chỉ có một cái duy nhất đáng để khoe, đó chính là cái tánh không muốn khoe. Mà khổ thay có đó rồi thì không khoe được nữa, vì khoe nó hư chuyện rồi, hiểu không? Mà tôi nhắc lại lần nữa là đừng bao giờ mà dại dòm nghĩ rằng người khác muốn nghe được khoe. Nó dở lẹ cả. Mà mắc cái gì cứ khoe hoài đó. Bên nghĩa tôi biết một bà mà tới giờ ai chết rồi thì phải chết. Mà có cái gặp tôi mà nói sư nữa còn kể gì nghe, nó cười lắm. Mà chưa bao giờ cứ cười nổi. Đó muốn kiếp gì mà kể. Còn có bà thì biết để con khoe thì cái này cho sư quan nghỉ. Mà kể toàn diễn nhà phải không, mà đừng có quan nghỉ nổi. Hôm đấy giờ tôi nói là bây giờ chết sạch tôi mới quan nghỉ. Vì tôi tức quá mà. Nghe cái đám chết tôi vui hơn là bà kể cái chuyện hay gì cái đám đó. Mà để con kể cho sư quan nghỉ. Còn mà tôi đi dạy đi dạy thì tôi gặp nhiều bà đậm trời lắm. Giữa đám đông như này, mình giảng không có cần nghe. Bóng to như này. Mà cái đợi như này mà tôi uống ngưng, tôi uống nước, tôi bắt đầu giơ tay lên. Sư, con có cái thắc mắc, con hỏi nhiều vậy lắm mà không ăn, đó là con gửi. Con gặp sư cùng tên, sư trả lời con được, ở đường lên trước. Cùng tên sư lắm, quan hệ sư lắm. Rồi nói về là sư, không biết sao mà cách đây mấy năm đó, cái tự nhiên gặp ai khổ con chịu không nổi. Rồi sư rất là ngộ lắm, khoảng 3 năm trở lại ngồi thiền, mà 5-3 tiếng là không phải vấn đề. Còn kinh sách thì nó không hiểu sao bây giờ cái đọc đâu nó sáng bừng đó rồi. Cái đó là cái gì? Cái đó bây giờ chỉ nước là mua xi măng về đúc tòa thôi. Ngộ lắm. Mà tôi hứa có người hỏi như vậy rất là tệ. Mà giữa một rừng người như thế này mà đem mình ra như vậy. Và bái gọi đó là thắc mắc. Cho nên những cái này mỗi lần mà con chơi ra tôi sợ con chết, tôi sợ bá đi qua. Gặp ai rồi ta cũng sợ, chứ tôi sợ bà đi qua là chết. Bởi vì gặp mặt bà là chỉ có tốn xi măng. Nó lạ, rất là tệ. Cho nên nhớ, tùy vào cái nội hàm của mình mà cái phản ứng của mình trước sáu trần như thế nào, hiểu không? Hiểu không? Mà trình độ tạo ra thái độ, mà thái độ chính là cái phản ứng của mình trước sáu trần chỉ vậy thôi. Nghe, rồi từ vô minh á, trong bốn đế nó tạo ra cái hai cái hướng sống ác và sống thiện, đúng chưa? Thứ hai, từ cái thiện ác ấy nó dẫn đến cái chuyện là ta đầu thai các cõi, đúng không? Từ chuyện ta đầu thai các cõi nó mới có chuyện là ta có sáu căn để mình tiếp nhận sáu trần, và ngay cái điểm này là điểm chết người. Tùy vào cái nội hàm, tùy vào cái trình độ, tùy vào phước duyên, tùy vào khuynh hướng tâm lý mà ta tiếp nhận sáu trần theo cái kiểu gì, hiểu không? Có chánh niệm thì mọi thứ chỉ là cái để ta nhìn,
Còn thất niệm thì mọi thứ nó được xếp vào hai ngăn, ngăn một là để thích và ngăn hai là để ghét, mà đa phần là để ghét nhiều hơn, đúng không? Cho nên ai trong đời sống này gặp được cái mình thích nhiều mình gọi đó là hạnh phúc, ai trong đời sống này gặp cái mình ghét nhiều thì mình gọi đó là đau khổ, chịu vậy để sống đem tắt bạch thanh vui lắm phải cái gì đó. Rồi mình mới hiểu thêm là tại sao có thích, tại sao có ghét thì là do tiền nghiệp. Nhớ đi nhớ lại hoài, mỗi lần ăn đói thì ăn phải ngon đúng không ta? Đói thì ăn phải ngon đúng không? Chuyện gì nói chuyện, bắt đầu tôi đang nói. Không có đùa, tôi đang nghe hoài mười mấy ngàn tỷ thôi. Khi tôi dở tôi bắt đầu có chuyện. Ta đói ăn rất là ngon, ta khát tôi uống rất là ngon, ta mỏi mệt ta nằm ngã lưng rất là sướng đúng. Nhưng mà nhớ cái này, người không tu cái định xứ sẽ không biết làm chuyện này, mà chuyện này vô cùng và vô cùng quan trọng. Mỗi lần ta bắt đầu một bữa ăn ngon phải nhớ thế này, thích thú trong việc ăn uống là đang tìm đường quay lại với cõi đọa. Yeah, khó hiểu không? Thích thú, thưởng thức, hưởng thụ trong việc ăn uống là đang tìm đường quay lại với cõi đọa. Vì sao tôi nói như vậy? Là vì các vị còn nhớ hôm qua tôi nói rằng mỗi vũ trụ là một trái lựu không? Tôi nói nó chia là mấy tầng. Mấy cái tầng thấp thì nó còn sống ở trong 50 thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, ăn uống đúng không ta? Mấy cái tầng cao nó không có nữa. Cho nên dầu bây giờ mình có tu hành cỡ nào nhưng mà mình còn thích thú trong việc ăn uống là mình đang dọn đường để quay trở lại. Và ông ba tôi nói rằng mà con quên sạch rồi, thích ăn ngon mà không tu hành sẽ sanh làm loài ăn tả, thích ăn ngon mà có tu hành sẽ sanh lại làm người có lộc ăn, thích mặc đẹp mà có tu hành sẽ sanh lại làm người quần là áo lụa, thích mặc đẹp mà không tu hành sẽ sanh làm các loài sạch sở như vúa đề lẹ, có nhớ không? Hay quên thì cũng tội nghiệp mà thấy ghét, nhưng mà trong cái thấy ghét cũng có cái dễ thương, mà nhờ hay quên mà quay trở lại cũng dễ. Chứ còn nếu mà nó nói đâu hiểu đó, nói đâu nhớ đó thì nó muốn trở lại tôi dạy cái gì? Tôi tính ăn mừng tôi đó lại đó, cho nên quý vị mà cần bơ bơ. Mày hiểu không? Là tùy vào trình độ tâm lý mỗi người mà trước sáu trần ta đón nhận nó ra sao, thấy hiểu không? Và trong chuyện ăn uống cũng vậy, thay vì chỉ nhớ có thân này như là chiếc xe thì phải đổ xăng, thấy hiểu không? Cái tâm niệm này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nếu mà sống chánh niệm là một chút, tôi biết tôi nói càng về sau tôi càng nói những cái bắt đầu khóa chấp nhận dần. Khi bà con sống chánh niệm mà liên tục, bà con sẽ thấy ăn uống là một chuyện phải làm chứ không phải là chuyện thưởng thức. Từ từ khi sống chánh niệm bà con sẽ thấy những cái mà mình thích toàn là việc, là công việc chứ không phải là enjoy nữa. Nhưng bây giờ mình buồn buồn thì mình cầm thôi. Hello, chị ở đâu, mai ghé em được không? Nhưng mà mai mốt sẽ có một ngày cái chuyện cần thiết á, mà hỏi là mình gọi thì cũng thấy phiền nữa. Chứ đừng có nói mà gọi để tán. Rồi chưa hết sẽ có một ngày cái vị nực thì phải đi tắm. Nhưng mỗi lần bước vô trong phòng tắm vặn cái gòi đó là các vị nghĩ có nó mới có cái vụ nực, rồi mới có cái vụ này. Và đây mình nhìn thấy mặt bơ bơ không hiểu nữa. Sẽ có một ngày các vị thấy nó phiền, nó bận lòng. Nếu mà các vị làm giả thiết thiệt, mỗi lần lên xe mình mà trước khi lên xe mà chung vô thấy nó nóng là mình thấy chỉ có lưng hồi mới có vụ đề thôi, đề máy nắm vụ nổ phải ngồi chờ chờ dỗ dỗ đập đập kêu đàn ông tới câu dừng à, rồi xong rồi chính vì có cái thanh này mới có cái chuyện mà tai sắt nát mang lùm đùm. Mỗi lần mà sắt nó phải nhớ vì có lưng hồi có vụ đề, hành giả là phải nhớ tất, phải quán khổ trong từng động tác, trong từng cái sinh hoạt, nhớ nha. Mà tôi nói cái này tôi nói hoàn toàn là cầu mai, có được trước mặt tôi toàn là tông đơn không. Tôi nói không, tôi nói vì làm đại bi chứ tôi không tin vì hiểu được tôi nói.
quán khổ có ba: người hạ căn quán khổ khổ, trung căn khai quán hoại khổ, thượng căn quán thành khổ. Khổ khổ là gì? Tức là bị bầm dập mới bắt đầu thấy chán. Hạng thứ hai, chỉ cần thấy cái gì thích mà mất là đã chán. Hạng thứ ba, chỉ cần thấy cái hoạt động, thấy sự tẻ nhạt của thế giới là đã chán. Hiểu không? Tôi nói cái này các vị có lẽ biết rồi, nhưng mà không có ngờ, không thường nghĩ tới. Các vị có tin chuyện này không? 100 năm nữa toàn bộ nhân loại hiện giờ đều chết sạch, có tin không? Yes, đúng rồi. Tức là những đứa nào mà lúc đó còn sống đó, thì sao ta? Thì giống như tôi bây giờ. Hiểu không? Có nghĩa là 100 năm nữa thì toàn bộ chủ quyền của hành tinh này sẽ thuộc về cái đám khác, đúng không ta? Đúng. Chưa nghĩ là bắt đầu nó tẹo. Tẹo rồi. Hôm nay là tranh giành quyền lực đấu đá, rồi diệt thằng này, lật thằng kia, dựng thằng nọ. Nhưng mà 100 năm nữa, đúng rồi, tôi nói 100, tôi nói hơi sai. Bởi vì ngay cả cái đứa mà lọc lòng mẹ sáng nay là 100 năm nữa nó cũng hết pin rồi. Mà tôi nói bài out of power sẽ out of service. Hiểu? Vậy cái đó quan trọng lắm. Cho nên đến một lúc rồi đó, hành giả sẽ thấy rằng còn hoạt động là còn mệt mỏi. Đến lúc này là gọi là thượng thừa, tức là quán khổ, mà quán khổ, hành khổ đó. Sẽ thấy rằng còn có mặt là một cái phiền, sẵn để làm cái gì? Cái câu này mình nghe rất là kỳ, nhưng mà nó lại là câu đúng nhất mình. Ý nghĩa của đời sống là gì? Là thấy ra sự vô nghĩa của nó. Hiểu không? Không hiểu không? Ý nghĩa cao nhất của đời sống là thấy ra cái sự vô nghĩa của nó. Và câu thứ hai, vấn đề lớn nhất của chúng ta là không thấy vấn đề mình nằm đâu. Có hiểu không? Không hiểu. Nhiều cái mặt mình thấy đẹp mà nó khờ tí luôn. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không thấy vấn đề mình nằm đâu. Và cái câu nãy câu tôi nói thì nghe mà tôi còn thấy thích. Càng có lòng ôm, lòng nắm thì kiếp sau sẽ không có gì để nắm, không để ôm. Không muốn nắm, không muốn ôm thì kiếp sau sẽ ra tha hồ có cái để ôm và để nắm. Những câu này nghe nó rất là ngộ ngộ nhưng mà nó đáng để thuộc lòng. Hiểu không? Có nhiều bà mới cũng ngủ lại, nó nói bài hay quá, hay quá. Các vị có coi cái chuyện mà cái lúc kè cái lớp năm không? Chị Trâm á, nó tự nhiên đáo thì cố tình nó cũng bắt chước đi theo cái bộ đồ. Thì cảnh sát lại đánh dài á, đã nó vào cảnh sát. Có nhớ gì đó không? Nó cầm cái cây cờ, nó đi những cái đám bạn tào lao đủ đi cố tình. Mà nó đi mà nó buồn ngủ, nhìn cái mặt nó mắc cười rồi. Đã mà nó cứ ngủ. Đó là mà nó nghe nó ngủ gục, nó đang liễm đi một chút thì có người đập vai nó tỉnh bạn, nó nhắc nó mình đã nó tụi nè giờ lên cảnh sát. Ở đây rất nhiều bà con ở đây cũng như vậy, tôi thấy bà con cũng là củ gà cũng là một cái lâu cái nghe người ta cười cái rằng ở cái này cũng cười mà không biết tại sao cười. Cái gì nó bị cười tôi mới nhớ cái gì mà anh già nó bị sét đánh mà nữa ta chụp hình. Tới giờ cơm nha. Okay. Rồi, ôn tiếp, bây giờ ôn tiếp. Sư còn nhiều câu hỏi chưa trả lời. Hay là, trả lời. Tôi nói trước nha, tôi làm một cái rẹt. Cái câu thứ nhất. Sư ơi, có phải sư là người nộ tánh? Ok, có hai câu trả lời. Câu một, nếu nói tôi có tất cả tánh xấu ở trong sáu tánh, không có gì lạ, nói gì là nộ tánh. Thấy kịp không? Chỉ nói có gì lạ. Cho nên yes. Nhưng mà phải còn câu thứ hai, bị chết đi. Câu thứ hai, cái này vui rồi. Nhờ sẽ đọc lại cái mấy câu hộ niệm mà đã nói hôm trước á. Nhớ không?
bà hổng được đọc cho bà con nghe đó, tức là ba má thanh thản lên đi vì ở lại đã thường rất lo á. Để con đi con tính lại đâu cái bài kinh nào tôi lên nhớ không để cho bài kinh luôn. Dạ để dịch bánh lại để okay. Chưa kể dùm thêm cuộc đời của mấy vị Việt Nam để con học thêm. Có hiểu không? Tức là họ nghe tôi kể chuyện mấy ngày họ khoái mà chưa kể nữa. Rồi có quá câu này hay nè. Xin hỏi vì sao thiện và bất thiện lại đi đôi? Tại sao thiện với bất thiện lại đi đôi với nhau? Là sao? Tôi tưởng là hay đó, tôi kỹ rồi mới hỏi cái gì. Tại sao thiện với bất thiện, thiện đối lập với bất thiện hả? Mà thiện tại sao đi đôi với bất thiện? Rồi bây giờ hiểu không? Hiểu. Nghe tôi nói nè. Còn nhớ bốn hạng người không? Có cái hạng đầu tiên là chỉ biết trốn khổ tìm vui. Kiểu chưa? Thiện ác gì không quan trọng, miễn là cảm thích. Hạng thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách làm các điều lành. Nhưng mà điều lành để làm gì ta? Để hưởng, mà hưởng là bất thiện đúng không? Tôi hiểu không? Hiểu rồi. Cho nên kiếm được tiền, đối với người Mỹ kiếm được tiền là năng lực mà xài tiền làm văn hóa. Nghe kiểu không? Tu tập là đạo đức, nhưng mà đạo đức ở đây từ cái gì thì đó lại là chuyện khác. Hiểu không? Đây là lý do tại sao thiện với bất thiện phải đi chung. Hiểu không ta? Điều thứ hai, chưa thấy được sự có mặt ở đời này là khổ, thì người ta còn phải sống với hai thứ đó, thiện và ác. Tại sao? Vì một chuyện rất là đơn giản. Các vị có đồng ý với tôi là những thứ quý vị gặp có thứ quý vị thích và có thứ quý vị ghét đúng không? Và những người quý vị gặp có người thiện người ác đúng không? Hiểu chưa? Và nếu mà quý vị đã gặp cầu hai lần thì người ta gặp thứ ba. Nếu mà trong số những người quý vị gặp có cái người thiện người ác, và trong số những gì những thứ quý vị gặp có cái tốt và cái xấu, có cái thích và cái không thích, thì nó dẫn đến cái thứ ba. Vì phản ứng của mình trước bốn cái đó cho nên có lúc thiện và lúc ác. Ok, hôm qua rồi một cái câu này. Câu tốt tôi đọc là: xin hỏi tất cả các pháp tạm có, không thật có, chỉ có chân tâm mà thật có. Cái câu này mấy người hỏi có đây không? Không nghe người ta nói. Không ai nghe. Người ta ghét nó, bỏ ghét cái nào chứ thích đàng hoàng. Chắc cái đó Chris Ben nó giọt mắt rồi. Cái câu này phải nói một tháng. Không, tôi nói tôi sẽ giải thích, tôi sẽ giải thích, giờ đang nói câu này trước. Các vị còn nhớ cái be nô huỳnh không? Yeah. Có nghĩa là đời sống tâm thức của chúng ta nó chỉ gồm có hai phần, đó là be nô huỳnh là cái biết đơn giản, không thiện không ác, không tốt không xấu, không thánh không phàm, được chưa? Nhưng mà sở dĩ nó được gọi là thiện ác tốt xấu thánh phàm là bởi vì cái gì? Vì ba cái điều kiện. Một là nó dựa vào căn nào trong sáu căn, hai là nó biết cảnh nào trong sáu cảnh, và thứ ba là tâm sở nào đi chung với nó. Xong chưa? Thì có rất nhiều vị thiền sư, pháp sư, giảng sư đã giảng tới chỗ này và bất hạnh thay cái kẻ nghe hiểu nhầm. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng đã từng giải thích chỗ này rồi, nhưng mà khổ thay là cái kẻ nghe hiểu nhầm. Ngài nói thế này: cái ta do tâm thiện ác đời trước mà ta có tâm đầu thai, có nhớ đó chưa? Mà nhớ cái này, tâm thiện ác mà tạo ra cái tâm đầu thai đó, thì cái tâm đó là có thiện có ác đúng không? Khi tâm thiện tạo ra đầu thai là ác đầu thai, nhưng cái tâm đầu thai mà được thiện ác tạo ra là bản thân nó không phải là thiện ác, thì biết gì đó không? Bởi vì nó là tâm quả. Cái tâm mà tạo ra tâm đầu thai nó là tâm nhân, nhưng mà bản thân cái tâm đầu thai đó nó không thiện không ác. Cái tâm đó là tâm vô ký. Cho nên Đức Phật đã nói như thế này, Ngài đã dạy cho mình rất rõ. Ngài nói rằng cái tâm thiện ác nó là tâm nhân, nhưng mà cái quả của nó là tâm đầu thai đó, thì cái tâm đó không có thiện ác. Được chưa? Và cái lúc đầu đời của mình á, cái tâm đó được gọi là tâm đầu thai, nhưng mà sau cái thời điểm đầu thai, cái tâm đó được gọi là cái tâm hữu phần. Cái tâm đó nó trải dài trong suốt kiếp sống của chúng ta, trải dài trong lúc nào? Những lúc mà mắt, tai, mũi, lưỡi không làm việc thì cái tâm nó xuất hiện. Nghe kể không? Giống như cái gì ta?
À, nó giống như cái pizza này, bánh pizza nó có hai phần. Cái phần bột và cái phần cái trên là cái gì ta? Nấm rồi các loại đó ha. Thì cái tàu phần nó giống như cái phần bột mì. Nghe kịp không? Còn cái mấy cái tâm mà thiện ác xuất hiện dọc đường gió bụi đó thì nó giống như mấy cái ác rắc rồi đó. Tuy nhiên nó thể hiện nó khác một chút. Cái phần bột của bánh pizza nó là nguyên một tảng đúng không? Còn cái tâm hữu phần nó là một chuỗi dài những mắt xích. Nó là cái hữu phần này diệt cái hữu phần khác, nhưng mà nó là cái nền giống như cái bánh pizza này, hiểu không ta? Cho nên Đức Phật nói cái này, cái tâm đầu thai của các ngươi nó không phải là ác, hiểu không? Vì nó không phải là ác, không phải là thiện. Và sau cái giây phút tái tục nó cũng không phải là ác mà, thì bởi vì nó là tâm nền mà, cho nên cho cái thiện ác á. Tuy nhiên tâm đầu thai không phải là ác, mà cái ác hay cái thiện là nó xuất hiện sau khi các ngươi trưởng thành, các ngươi sanh ra và bụng mẹ, hiểu không? Mà thật ra đó là cái tâm đầu thai đó, nó không hiểu mà đó là cách nói của ngài, ngài cho mình thấy rằng chúng ta đến với cuộc đời này thông qua cái cửa không thiện không ác, nhưng mà sau đó mới bắt đầu có thiện có ác, hiểu không? Thì các vị sư giải như vậy và các vị luận sư cũng như vậy, mình nói xui chỗ là mấy cái người mà nghe đó thì họ lại khoái cái này, mà khoái cái chỗ này là tâm vốn rỗng lặng thanh tịnh. À, các bạn hiểu lầm là mình thật ra mình không có khác Phật, chẳng qua là Phật là cũng thanh tịnh nhưng mà ba cái bụi bặm là rửa sạch, còn mình nó thì cũng có cái y như ngài, chẳng qua bụi bặm của mình nó bám, cho nên là mình thua ngài, có gì hiểu không ta? Cái là cái hiểu sai. Cái hiểu sai thứ hai của Bắc Tông, của người Phật tử Bắc Tông, tôi không nói giáo lý Bắc Tông, tôi nói Phật tử Bắc Tông đa phần hiểu sai chỗ này. Họ nghe nói cái Phật tánh, họ hiểu là Phật tánh là cái cục là something inside, hiểu không? Không phải. Mà Phật tánh phải hiểu là cái potential, cái capacity, cái ability, hiểu cái ability không? Chứ nó không phải là cái something inside. Tôi ví dụ để các bạn nghe. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu. Cái câu đó mình phải hiểu là trong đất có vàng đúng không? Hay là sao? Cái câu hiểu sao? Chứ còn mình nghe nó ai thì bỏ được qua bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu, cái là mình về đi đào banh đất á, thì bây giờ hiểu chưa? Hiểu hả? Tôi có đọc trong kinh câu chuyện này là ông cụ đó khi chết kêu ba thằng con là ông chàng út, nó là bố thương con nhất, cho nên bố cho ông đi đất ông nội có chôn vàng, chịu khó làm đụng người thế là tiền được, nhưng mà đừng cho mẹ biết. Ông kêu út vô thằng thử vô thằng cả vô, nó y chang như vậy. Ông chết là ba đứa thì nó không có lưu lọc, nó ăn là nó cứ ra làm rẫy, mình làm lầm nó không nó ngủ đậm đâu. Thì 30 năm sau vào một ngày kia thì ba em già hết, thì ông anh cả ông mới làm một cái tiệc rượu mời hai đứa em qua. Ông nói bữa nay anh cũng già lắm, anh nói thiệt, bao nhiêu năm qua mấy em thấy anh xiên không có vai xiên, anh giấu mấy em một bí mật là bố nói là trong đất bố cho anh có vàng mà anh đào hoài không thấy. Nhưng mà mấy em phải nhận, phải đồng ý là một điều, nếu mà anh may mắn đào được cái hũ vàng đó thì anh đâu có giàu như bây giờ, thì cái hũ được nó không thể đủ để ăn, mà nhờ vì cái hũ đó mà anh xiên anh cái anh có bây giờ tới 8 hũ rồi, hiểu không? Đó là cái mẹo của bố. Anh xin lỗi đã giấu mấy em, nhưng mà miễn sao bây giờ anh đủ sức anh gồng gánh mấy em, mà mấy em thật ra đâu có tệ, thì thằng thứ thì cũng đừng gãy y chang vậy. Đó là bố cũng nói em y chang, hiểu không? Thì cái câu chuyện đó là nó giải thích cái ý nghĩa của chuyện Phật tánh. Phật tánh này nó là something inside already, không phải, mà nó là cái potential, cái khả năng của mình, nó chỉ là cái ability của mình thôi, em kịp không? Và cái chữ trên tâm phải hiểu như là tôi vừa giải thích. Cái bẫy nhất của mình là gì? Bắt đầu tôi nói hẳn nghe. Trong kinh Phật dạy rằng con chó khi nó bị cột vào chỗ nào, dầu nó có cắn, có sủa, có quào, có cấu thì nó vẫn bị dính đến đầu cột đó. Kẻ phàm phu khi có cái lòng mà đam mê ngã chấp đi tìm một cái tôi thì cứ luôn luôn tìm mỗi cơ hội tranh thủ để moi ra một cái chỗ đứng cho cái tôi, hiểu không? Cái người mà thường sống chánh niệm thấy rằng sự hiện hữu này nó chỉ gồm là vô ngã vô thường, mà không có thiết tha cái chuyện mà nó đi xác định một cái tôi thông qua những khái niệm như là pháp thanh nè, rồi a lại gia nè, rồi chân tâm nè, diệu hữu niết bàn, diệu tâm, có hiểu đó không? Họ không có thiết tha, mà kẻ nào thiết tha cái đó chính là người không có tu đường xếp, họ là học giả. Bởi vì có rất nhiều học giả họ rất giỏi mà họ tiếc,
họ không có cam tâm, họ không có đành lòng với cái học Phật giáo Hùng Thiện, họ không chịu nổi, họ không cam tâm chỗ nào. Phật tu hành lâu biết bao nhiêu, máu lệ biết bao nhiêu, tới họ thành Phật rồi Phật niết bàn thì không hề có sự khác biệt giữa niết bàn của sư phụ và đệ tử, có biết gì đâu. Các ai biết gì không? Yeah. Họ còn sống đúng, ngài là thầy của chư thiên nhân loại, ngài sau mất chỉ là một phần tỷ của Phật thôi, đúng. Nhưng mà khi cả hai người đều đắc thọ đó thì không thể có gì khác biệt. Thì bắt đầu họ không chịu nổi, họ không có cam tâm cái chuyện là tại sao một bên tu quá trời tu mà cuối cùng thì được xem. Mà tôi biết ở đây là tôi nói rồi, tôi chạm nhà một kiến lửa tôi vẫn nói. Bởi vì nhiều người ở đây cứ muốn đi tìm một cái chỗ mà cho nó ngon lành. Ngày xưa tôi chưa biết đạo thì tôi giàu, tôi đẹp, tôi bẩn, tôi khôn, tôi giỏi. Bây giờ tôi biết đạo rồi, tôi mua hết liền cực, tôi không phải còn cái gì đó hơi ngon lành chứ, phải có còn cái chân tâm, còn cái pháp thân bất hoại chứ. Nhưng mà hiểu không? Nó có đáng gì để mà tìm nó? Tìm, cố gắng tìm một cái cầm nắm, nó giống như vào kho đạn mà tìm cái lũ đạn để cầm nữa. Khi anh biết nguyên cái kho đạn là toàn là thứ gây nổ, sát thương thì anh không có muốn cầm nữa. Mà cứ mắc cái gì cứ chằn chằn, cứ giống như kiếm ba cái nào, cái gì? Có hiểu không? Tôi nhắc lại lần nữa, mọi hiện hữu ở đời đều vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ và vô ngã. Mọi hiện hữu thì bắt đầu, bây giờ bắt đầu tôi nói là tại sao mọi hiện hữu là phải vô thường. Bởi vì đời sống nó chính là sự vận động, đúng không ta? Nó đứng yên thì không gọi là sống, mà hễ nó vận động là nó phải vô thường. Và đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hạnh phúc là gì? Trên đời vốn không hạnh phúc mà chỉ có resolution thôi. Có hiểu không? Đạo Phật thì bắt đầu không hiểu. Hạnh phúc, muốn có hạnh phúc là tôi phải đói, rồi tôi ăn nó mới no, mới ngon. Tôi phải khát uống mới đã. Tôi phải xa, phải nhớ. Tôi gặp tôi mới mừng. Hiểu không? Tôi sợ nhất là ở bên cạnh cái người mà không có khả năng làm cho tôi ghen. Tôi có hiểu không? Không, tôi đang nói ngoài đời á. Tôi sợ nhất là phải sống với người mà có khả năng làm cho tôi ghen, là vì suốt ngày tôi không có yên. Nhưng mà tôi cũng rất sợ sống với cái người không có khả năng làm cho tôi ghen, là vì sao? Nó chán. Bây giờ quý vị hiểu tại sao Phật dạy mọi hiện hữu là khổ. Tức là sống với cái mình thích cũng khổ, sống với cái mình ghét cũng khổ, là vì cái nào cũng ở gần với cái thằng chồng vũ phu là khổ, phải xa cái thằng chồng ga lăng cũng khổ, tốt hết khổ lấy chồng. Tôi không giỡn, nó rầu dữ lắm. Bên châu Âu tôi không nói rõ quốc gia nào, tôi có biết một cái bà đó, hồi trẻ maybe không tệ, tôi có thấy, nhưng mà tôi nhìn bà bây giờ mà mới xui cho bà hay là hơn, tôi không biết, mà bà lụm một cái thằng chồng nó đẹp như tài tử, trời ơi, bà khổ như điên. Coi như nó là cái hạnh phúc mà ổng đem lại cho bà bao nhiêu tôi không biết, mà tôi chỉ biết là bà đã tự tử vì ổng. Ghen quá chịu không nổi. Mà về điểm này thì tôi thích Tây. Tây họ không hợp nữa, họ ly dị. Hoặc ghen quá họ cũng ly dị, miễn là thấy không có khả năng chịu đựng họ ly dị. Còn mình á, thì cứ cù cưa, cú cưa để rồi tự tử thì tôi thấy nó tào lao, cực kỳ đào ra. Và tôi mong rằng câu nói này của tôi lọt đến tay những người nào có cùng hoàn cảnh với bà nội đó, thấy không xong buông cho rồi, khổ quá. Bởi vì thân người khó được, chánh pháp khó gặp, bây giờ gặp được chánh pháp lại có được thân người thì tại sao không biết quý cơ hội đó để mà đi lên mắt cái chứng gì nhiều của thằng trời ơi đó mà khổ quá hiểu không? Tại sao mà có là khổ là chỗ đó đó, nghe kịp chưa? Cho nên khi hiểu mọi thứ là khổ thì ngu gì cứ đem rồi sao cho đúng vô luôn. Đây là một câu ngu có lai xanh. Khi một hành giả tu tập phát hiện ra tâm tham thì làm sao biết nó thuộc về ngủ kiềm cái hay là hoạch trí? Một câu thôi, không học giáo lý, hiểu không? Giống như cái câu này giống như vậy nè: thưa thầy, làm sao con có thể làm được các phép toán cộng trừ, cộng trừ nhân chia? Không, chứ không có cách nào hết. Không, cái câu này là lạ nè, cái câu này là lưu manh giả danh trí thức chốt hay nói chữ. Con muốn hỏi về tâm từ,
không hỏi về tâm từ. Mình thường niệm là nguyện cho chúng sanh không đau khổ. Nhưng mà theo nghiên cứu tâm lý học thì não con người có xu hướng chỉ nhớ vài chữ cuối. Cho nên khi mình nguyện chúng sanh không đau khổ thì mình sẽ niệm chúng sanh đau khổ. Cái là thích đen những cái gì nó áp dụng lộn chỗ, áp dụng sai chỗ cái tâm lý học. Thầy cái tên là chạy bị đuổi học chứ còn đây là có hai bằng đại học bác sĩ, người có hai bằng đại học nó hiểu lộn chỗ có biết không, nghe tôi nói nè, không phải đúng cộng đúng là đúng rồi nha. Có hiểu tôi nói gì không hả? Không phải lúc nào đúng cộng đúng cũng là đúng. Thí dụ như quý vị có biết cách pha cà phê không? Rồi các vị có biết cách pha nước mắm không? Các vị hứa tôi các vị biết không? Rồi như vậy lấy cà phê đó pha nước mắm uống được không? Vậy là hai cái đúng đó chứ gì nữa, hai cái đúng hết mà. Pha cà phê đúng cách và pha nước mắm đúng cách, hai cái đúng này cộng lại xài không được. Vì sao? Vì không đúng chỗ, đúng chưa? Ở đây đúng vậy. Bạn em cái biết về tâm lý học, cái biết nó đúng nhưng mà sai. Nhưng bữa nay mới ghét với cái vụ mà hát tâm từ là sao được. Tức là lấy là cà phê mà lấy pha nước mắm thì bà này chuyện kia. Rồi tiếp theo là việc quán tử thi á và bất tỉnh á có cần thiết không? Vì con thấy những con súc vật chết bên lề con không dám nhìn. Để câu trả lời ngắn gọn thôi. Giảng mà không nghe chỉ lo nằm ngủ. Cái tên nó có ngồi ở đây tôi vẫn chửi như thường. Tùy cơ tánh mà chọn đề mục đó chứ không phải không có đè mà ra bắt mà tôi cái đề mục này ngu vừa vừa chưa, người ta có hiểu không? Tức là Phật nói tùy cơ tánh mà tu cái gì. Tôi thấy cô này cũng bị bác sĩ chích penicillin rồi từ đó thì sao, bất cứ lần nào đi bác sĩ tôi cũng chặn bác sĩ ra, tôi biết lụi cái mũi kia nha bác sĩ, hiểu không? Tôi biết trường hợp là chích bi thì biết không, hiểu không? Không phải lúc nào cũng chích bi, ngay cả thuốc bổ sẵn bên đây tôi nói luôn. Người Việt Nam bị cái bệnh rất là kỳ, hễ thương ngay là đè ra cho ăn đồ bổ, đúng không? Có tiền là ăn đồ bổ. Mà người Âu Mỹ theo tôi biết không phải, người Âu Mỹ họ không có cái chuyện mà thương là đè ra ăn đồ bổ, mà người Âu Mỹ họ chỉ bổ sung cái thiếu, chứ họ không có như mình. Ở mình có tiền là bắt bà già ăn yến, có đúng không? Có tiền là bắt bà già ăn sâm, có tiền là bắt bà già ăn lọc nhung, có tiền là bắt bà già ăn ba cái linh chi, gọi là bậy vô cùng. Anh chỉ ăn dưới cái sự cho phép của bác sĩ có tham khảo. Nên ăn nó có cái ăn để bồi dưỡng, và ăn để bổ dưỡng thì mình nên nhớ mình chỉ bổ sung cái thiếu, chứ mình không phải là thấy nó tốt rồi mình dặn vô. Cũng như trong nghệ thuật trang trí nội thất, đừng tưởng cái giống gì đem vô nhà cũng đẹp, mà phải nhớ rằng đôi khi muốn làm nhà ta phải đem ra chứ không phải đem vào. Có hiểu này không? Ngay cả nghệ thuật trang điểm cũng vậy, đôi khi chúng ta phải đem ra vào chứ không phải là đem ra, không phải là đem vô. Có nhiều cái mặt mà giọng như một đống nó xấu quá, làm ơn rửa sạch cho tôi. Đánh răng là đẹp, đánh răng chải tóc là đẹp rồi, bài nữa tôi trốn bây giờ, ok. Có bao nhiêu loại tâm tham, học hiểu không? Phải học, không chịu học nhờ ta nói giùm mà nó quở. Nhiều người chết mà không thấy nó chết, ok. Tiếp theo là sư nói ai cũng có điểm yếu, vậy điểm yếu sư ở đâu? Đây là câu trả lời. Cái ta nó có nằm ở đây thì mở lỗ tai ra nghe nè. Sư có thấy ai cũng có điểm yếu thì điểm yếu sư nằm ở đâu? Dạ đó, điểm yếu tôi là chỗ nào không được mạnh. Nó đơn giản vô cùng. Thất bại, thằng nhỏ nói ba nó thất bại là mẹ thành công, vậy ba nó là ai? Nó ba nó là chồng của bà thất bại. Đúng, ok. Xin sư hỏi con có thể tổ chức một khóa thiền hay không? Dẹp luôn, chưa có thiền viện không cho tiền, điện nước chưa có, không có tiền hỏi luôn. Tự mình xài không được, ít ra nó phải hỏi điều kiện để tổ chức một khóa thiền là cái gì. Người ta mới nói rằng này chưa hết, nó hỏi có làm được không, mà lại không cho tiền mới ghê chữ nhức đầu. Họ không nhiều, họ không nhiều thì thu nhập thấp, mà thu nhập thấp không có điều kiện để hỏi. Một bài bữa nay tôi ép tận cùng luôn, bữa nay tôi lòi cái con người
thiện của tôi ra nè. Nó cũng tánh ham tiền, háo sắc mà. Tôi đủ hết. Tiếp theo là xin chị đọc chậm lại bài thơ con mũi. Người ta hỏi, thế là bà hỏi câu này, câu hỏi cũng lạ lắm. À, con nghe sư phụ con nói là Bắc Tông thì duy thức khó học, Nam Tông là có duy pháp khó học, mà tại sao lần đầu thì lại dạy con duy pháp? Thì câu trả lời thế này: người khác được tại sao du không được? Quay đó. Ok, còn lại cuối cùng ông có trả lời cái gì đâu, vậy là trả lời rồi. Có nguyên một cái hàng không có trả lời gì. Nhưng mà nãy giờ có gì không muốn nghe hết. Nãy giờ là đúng là có nói là không có nói. Cái gì, cái gì cần thì tôi mới nói dài dòng, còn không cần tôi lướt qua chứ. Rồi, trong đây là thỉnh ý của sư về câu thơ của Quyền Giác Tiền Sư trong chính đạo ca: Giác thức liễu bất thi công, nhất thế thủ vi pháp đồng. Tôi không biết người hỏi này muốn cái gì ở tôi, muốn tôi dịch hay là muốn tôi giải thích. Chết gác nó hỏi xong đi bác mà. Hả? Rồi nghe nè, trong cái quyển chứng đạo ca của Quyền Giác Thiền Sư có hai câu: giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Hết rồi anh nha. Rồi đâu rồi, cái câu vừa rồi đâu rồi đây. Chuyện đầu tiên phải nói thế này: cái câu trả lời này là câu cuối cùng khi mình ăn cơm, và tôi bắt đầu câu trả lời này bằng một câu chuyện tào lao. Cái bà đó, bà già và xấu, bà chỉ có cái có tiền thôi. Bà mới ra mới nhờ họa sĩ vẽ cho bà một tấm ảnh chân dung, mà phải dặn vẽ đẹp nha họa sĩ. Thì ông nói là: dạ thưa bà, đẹp thì không giống mà giống thì không đẹp. Bà chọn thế nào, hiểu không? Ở đây cũng vậy. Cái câu này nếu mà giải thích cho vừa lòng mấy người Bắc Tông thì tôi không giải thích, bởi vì tôi làm sao tôi làm chuyện người muốn đó được. Còn câu này giải thích theo Nam Tông thì câu này rất là hay, nhưng không biết có chạm mặt Bắc Tông hay không. Cái câu đầu tiên: giác tức liễu bất thi công. Các vị còn nhớ tôi nói hôm qua trong bốn tầng thánh, cái tầng đầu tiên là tu đầu quần, được Đức Phật gọi bằng một chữ, đó là chữ Dasana. Chỉ cần thấy thôi, giác tức liễu. Giác ngộ đây không cần phải có hào quang, rồi phải xẹt tới xẹt lui như hàng giáo đá, không phải. Không cần phải lơ lửng từ lâm phải. Mà giác đây chỉ là giác tức liễu, nghĩa là giác ngộ, chỉ là nhận ra sự thật thôi, là xong, hiểu không? Và cái ngày giác ngộ là ngày mình hiểu ra sự thật. Cái người, ví dụ cái người con gái mà mình theo đuổi bấy lâu, thật ra nó là người chuyển giới. Khi mình hiểu được như vậy thì sao ta? Nguội lạnh, hiểu không? Và những thứ mà mình nói thì mình thấy đây là tôi, đây là của tôi, đây là danh, đây là sắc, đây là thiện, đây là ác, tất cả đều là của tôi, đây là đẹp, xấu, buồn, vui là của tôi. Thì đến lúc mình hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có ở đây, không có cái gì gọi là tôi là của tôi hết. Và cái hiểu lúc đó hoàn toàn là do cái sự chứng ngộ của mình. Mình nhận ra từ xương máu tủy thịt của mình, chứ không phải là do ai đó nói vào tai của mình, hiểu không? Thì cho nên giác tức liễu, thì giác này có nghĩa là hiểu toàn liễu, là liễu ngộ, nó hiểu sạch sẽ, bất thi công. Có nghĩa là không có bài bị cần bài bày biện gì cái rắc rối, bất thi thi công là ra xích nha. Giác tức liễu bất thi công, giác ngộ chỉ đơn giản là hiểu ra sự thật, ngoài ra không cần động tai động chân gì hết, hiểu chưa? Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, chúng ta phải hiểu rằng nếu nói gọn, nếu mà có hai cách nói về thế giới này, nhất thiết hữu vi có nghĩa là nhất là tất cả mọi chuyện đời. Chúng ta có hai cách nói về thế giới này. Chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ thế giới này, mọi sự đời này không có khác nhau, nếu chúng ta muốn. Vậy tất cả đều giống nhau, ổn điểm đó là gì ta? Có để là mắt. Nghe kiểu không? Mọi thứ ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất.
nếu mà chỉ định nghĩa gọn như vậy thì mọi sự ở đời không hề có khác nhau, có hiểu không ta? Hả? Mà định nghĩa vậy có đúng không? Mọi sự ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất. Nếu mà định nghĩa như vậy thì mọi sự ở đời này không có gì khác nhau, phải chưa? Nhưng mà ở đây câu này lại nói là nhất thiết của viên pháp bất đồng là vì sao? Là vì tùy cái căn duyên của chúng sanh, hồi nãy tôi nói rồi, tùy cái trình độ mà nó dẫn tới thái độ nha. Đó là chuyện thứ nhất, đó là về mặt nhận thức. Về mặt nhận thức thì tùy trình độ dẫn tới thái độ. Thứ hai, vạn pháp do duyên mà có. Duyên khác nhau thì làm sao mà cái kết quả giống nhau? Hiểu không? Hiểu hả? Cái câu 1, mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi bị mất. Cái công thức đó cho mình thấy rằng mọi thứ giống nhau. Nhưng mà tới câu thứ hai, một chính vì mọi thứ ở đời do duyên mà có, cho nên nếu mà chúng ta muốn nói giống cũng được, mà nói khác cũng được. Là bởi vì nếu mà duyên khác nhau thì cái quả này cũng khác nhau. Cái câu thứ nhất dành là nói về cái nhận thức của người liễu đạo. Câu thứ hai dành cho người hành đạo. Nghe nè, cái câu dành cho người liễu đạo nè. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Đó là dành cho người liễu đạo, nhưng mà dành cho người hành đạo nè. Mọi thứ ở đời vì do duyên mà có, nên nếu duyên khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái quả khác nhau. Hiểu không? Mà tại sao mình phải chú ý, khi thành thánh rồi mình thấy nên thấy mọi thứ là giống, nhưng mà khi còn vào tại sao phải nên thấy mọi thứ là khác? Là vì nhờ vậy mình mới có đường hướng hành động được. Nếu mà các vị nó khi mình còn phàm mà mình thấy mọi thứ là giống như vậy thì vì uống rượu và uống nước giống nhau không? Hả? Đi ngồi thiền và đi câu cá giống không? Hả? Nếu mà mình không tu mình nghĩ là giống thì không. Ba nghe, bác nghe lộn rồi, bà nó khổ quá. Cái câu thứ nhất nói rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất á. Đó là cách nói dành cho người chứng đạo. Tức nghĩa là người chứng đạo nên thấy mọi thứ là giống nhau. Nhưng mà người đang hành đạo thì phải thấy mọi thứ là khác nhau. Để chi? Để họ mới chọn lựa cái kiểu sống. Khổ quá. Nếu mà các vị nói rằng là người mình nói thì bất công, người không nên phân biệt ha. Các vị có dám nói gì không? Tôi không nên phân biệt. Không. Nếu các vị nói vậy, chiều nay các vị nên các vị có dám mua bia vô cho mấy sư uống không? Không. Hả? Không. Tôi ghét nhất là các nó dốc, hiểu không? Nói ngon lắm mà đi nói xấu thì chùa tan nát hết. Chứ các vị tưởng tượng nếu đêm nay các vị phát hiện có hai cô đẹp lộng lẫy trên lầu, các vị có chịu nổi không? Không. Vì vậy thì khi là thánh phải thấy mọi thứ là giống, nhưng khi còn phàm mình phải có khả năng. Nên nhớ cái ngộ tánh có ba: một, khả năng phân biệt và chọn lọc; hai, khả năng hướng tới trước và hướng lên trên, đúng không? Thứ ba, khả năng buông bỏ. Phải nhớ đó không? Cho nên cái nhất thiết của viên pháp bất đồng nên phải nhớ rằng đối với người chứng đạo thì phải thấy mọi thứ lòng nó càng nguội lạnh, bởi vì sao? Tất cả sinh ra để đầu mắt, hiểu không? Nhưng mà đối với người hành đạo thì phải là bất đồng, là phải thấy rằng tùy duyên nào mà tạo ra quả nào. Chứ đừng có ngồi nói dốc còn phàm, cả mình nó hôi rình dồi không. Mà nói chuyện tranh mây là không được. Chỉ cần nói tu là phá chấp. Nhất là có những người tu là tu tâm, không cần chấp tướng, rồi giờ tối hơn. Nói thì nghe nó sang, hoặc là cương trần bất nhiễm trần, vậy vô quán bar tu được không? Có hiểu không? Hoặc là kéo nhau ra mà chở cá ngồi thiền cả lũ có được không? Mà mất mình tu tâm mình không có chấp tướng. Rồi mình vô chùa mình muốn mặt gì mình mặc, trên mảnh dưới mảnh thôi. Không, nên nhớ, tôi đang nói nghiêm túc. Mình tu tâm mình không có chấp tướng. Các vị có chịu nổi cái đó không? Chịu nên làm bữa cho con cho đã. Cho nên đừng có bắt chước người ta nói dốc. Yeah. Nên nhớ, có nhiều câu nói hay, nhưng mà nên nhớ cái câu đó là ai nói và nói cho ai. Các vị có biết một chuyện này, có rất nhiều cái tiện nghi, có rất nhiều cái technique và tiện nghi được dùng trên máy bay từ rất lâu, sau đó từ từ nó tụt xuống đất. Tôi biết gì đó không? Một đường ngưỡng anh biết gì đó hết. Ví dụ như ba cái hệ thống mà bấm nước bồn cầu đó, gọi là mấy cái đường điện, mà điện ngầm á, điện mà điện, có điện mà mình nhìn không thấy á, mấy cái hiết đình hoài đó, là trên máy bay xài trước cũng mới xuống tới đây, tôi biết không? Phải không? Và có nhiều cái technique mà dùng ở trong quân đội trước rồi mới xài ra dân sự, biết gì đó không? Ok rồi, ở đây cũng vậy. Có nhiều thứ tùy hoàn cảnh mà mình
thấy hay không thấy. Có những cái tài sản trên kia từ lâu lắm rồi, nhưng mà xuống tới đây thì bây giờ mình bắt đầu mình mới có. Hiểu không? Thì ở đây cũng vậy, có nhiều cái tùy chỗ mà mình áp dụng. Tùy chỗ mà mình áp dụng, chứ đừng có bao giờ mình nói rằng cái đó là hay là sách đem xài tùm lum. Ví dụ như chúng mình biết cái ghế máy bay rất là tốt, nhưng mà đem ghế máy bay gắn vô đây, tôi không biết tôi biết gắn vô nào, tôi biết không? Tôi nói hiểu không? Tôi mê, tôi đi 380, tôi gặp cái bồn, mấy cái đồ bồn cầu, mấy cái sinh ở trong 340 Airbus, tôi thích lắm. Nhưng mà tôi thích, nhưng mà tôi vẫn tự hiểu lòng, hiểu là người ta cho tôi cũng không lấy gì gắn đâu. Hiểu không? Nó tốt thiệt, nó xịn thiệt, cho nên gắn ở đâu. Ở đây cũng vậy, có những câu nói rất là hay, nhưng mà ai nói và nói cho ai và nói trong trường hợp nào? Nghe kịp không? Ví dụ như câu nói thế này: tiền bạc là phù vân, đời người là ảo hóa. Câu này đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà các vị tưởng tượng các vị giao tiền cho một con nhỏ người làm, nó lấy nó xài hết rồi nó nói câu đó thì chịu không? Hả? Nói tại sao hàng quá thì mất, mà trong cái ngăn cái hộp tiền này không còn xu nào, nó tốt hơn. Hôm qua bà dắt con đi chùa, con nghe thầy nói là tiền bạc là phù vân, đời người là ảo hóa. Thường là ta ghi bánh xác. Có nhiều người nói ghi bánh xác, dạ không phải giỡn đâu. Mà nghĩa cái câu mà đời tiền bạc là phù vân, nó đúng hay sai? Đúng chứ. Nhưng mà không thể đem xài chỗ này. Tôi nhớ mình tôi giấu luôn thành phố đó. Cái cô đó, cô là cô gái Huế, cô lãng mạn đó. Ta và cái Huế là rất là đấy. 40 ngoài chưa có chồng. Có một như có một lần rồi bỏ liền, tức khắc bỏ cái chồng ba gì. Vì cổ gặp ai cũng thương. Và cũng sẵn sàng ở bên này. Thì má cũng mới la nó mày bực tử. Mà tôi thấy mình sống tệ quá. Bà trả lời thế này: má đi chùa má không nghe thầy, mấy thầy nói Bồ Tát Đạo gặp ai cũng thương, có gì cũng cho. Bồ Tát Đạo là gặp ai cũng thương, cái gì có cái gì cũng cho. Con có giữ được cái gì đó. Cho đời con cho riêng một thằng chồng là ích kỷ, vạn loại chúng sanh. Bà già ngọc luôn, bây giờ thấy nó cao thâm quá. Bộ má không có nghe Bồ Tát Đạo, gặp ai cũng thương, có gì cũng cho. Hiểu? Cái câu đó rất là hay, nhưng mà xài chỗ này hình như không được. Nhớ cái nhớ cẩn thận. Nhiều câu nghe đã lắm, nghe sang lắm, nhưng mà hãy nhớ rằng ai nói cho ai, nói lúc nào và nhằm vào mục đích gì. Đừng có thấy đồ trên máy bay tốt đem về đây gắn tùm lum, coi nó giống thằng khùng lắm. Cái mấy mùi dán, nhà nó mùi dán trước khi mắt ổng ngộ lắm. Ổng khùng điên điên mà ổng giỏi quá và ổng có tiếng, cho nên nhiều người cũng mến một. Có những người phụ nữ giàu có mà quê hồi xưa là dân sinh viên trước 75, bây giờ gặp ổng họ giàu có, họ gặp cái cả Việt Kiều đó chứ. Về gặp ổng mà thương, mà ổng điên mà thấy ổng trời lạnh, họ tự nghiệp, họ mới tháo cái khăn lụa đâu cho ổng, cũng còn. Rồi mấy đứa khác thấy khăn lụa tốt, nữ sinh, ổng cũng tháo ra ổng cho. Nói chung là ổng trên người ổng nó đủ thứ hết, đồ đàn bà, đồ đàn ông. Rồi có lúc ổng lấy nguyên cái lằn mà của quạt máy, cái lưới cầm trên đầu. Thì các vị thấy mấy cái đó từng món đồ một thì nó đâu phải là đồ bậy, nhưng mà khi mình dồn hết lên người mình hình như hơi bậy, có gì đó nó sai sai. Mà bây giờ cái sai nhất đó là mình không chịu đi ăn cơm. Rồi, mình hỏi đứa theo quý vị.